Đúng vậy đấy, bạn đang ở đây trong không gian giải trí tuyệt vời nhất, rạp chiếu phim Full D. Bạn bước vào một sảnh tối với màn hình tròn lớn, đeo tai nghe và cảm giác như hàng triệu cảm biến kết nối với tế bào thần kinh của não. 3, 2, 1 và bạn trở thành nhân vật chính của một bộ phim hay tuyệt. Giờ là ban đêm, bạn đang ở trên giường, rúc trong chăn vì trời khá lạnh. Bạn nghe thấy những âm thanh rùng rợn, như thể có gì đó đang cào lên tường từ bên trong. Bạn ra khỏi giường và cảm thấy bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Bạn đến chỗ công tắc đèn, quay lại và thấy một bóng đèn phía sau, ngay cạnh giường bạn. Nó ẩn trong bóng tối, nhưng đang nhìn chằm chằm về phía bạn. Bạn nhận ra đây là một bộ phim kinh dị và bật đèn lên. Bóng ma đã biến mất. Bạn bật đèn nhưng nó đã không còn ở đó nữa. Bạn nghe thấy một tiếng hú khàn khàn. Lộn ngược ngay trên trần nhà là một phụ nữ lớn tuổi đang đứng bằng bốn chân. Bà ta hét lên và nhảy bổ vào bạn. Tim đập loạn xạ, bạn lao ra khỏi phòng và đóng cửa ngay trước mặt bà ta. Bạn thật may mắn vì đây chỉ là một bộ phim, nếu không bạn sẽ gặp ác mộng sau chuyện này nhỉ. Bây giờ bạn đang ở trong bếp. Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng mặt trời đầu tiên đang chiếu xuống. Có tiếng nhạc sôi động nhưng bạn không thể biết nó phát ra từ đâu. Trên bàn có máy xay sinh tố, hai quả trứng và một hộp sữa. Bạn liền làm món sữa lắc giàu protein và nhận thấy mình đang mặc một bộ đồ thể thao. Bạn ra ngoài, tiếng nhạc lớn hơn và bạn bắt đầu chạy. Các tòa nhà và đường phố lướt qua bạn nhanh như bay. Bạn cảm thấy hào hứng và nhận ra mình đang ở trong một bộ phim về thể thao. Bạn đang có thể lực rất tốt và sẵn sàng cho những thành tựu. Nhưng tâm trạng đó biến mất ngay khi một tòa nhà bên cạnh bạn phát nổ. Bạn bị ném sang một bên nhưng hoàn toàn không hề hấn gì. Giống như anh hùng trong các bộ phim hành động vậy. Có thêm nhiều vụ nổ gần đó và bạn phải chạy để sống sót. Một chiếc SUV với cửa sổ phủ màu xuất hiện ở góc đường. Bạn trượt qua mui xe và ngồi lên một chiếc mô tô thể thao đang đậu. Có vẻ như nó đã ở đó để đợi bạn và sẵn sàng để chạy. Bạn lái xe khỏi cuộc rượt đuổi. Phía sau bạn, đường nhựa nứt ra. Ô tô bị ném sang một bên như đồ chơi. Cửa sổ bị đập vỡ. Còn phía trước, bạn nhìn thấy một chiếc xe tải khổng lồ với tấm ván bằng gỗ ép vào đuôi. Bạn kéo ga đến mức tối đa. Chiếc xe rú lên, tăng tốc và bạn đã ở trên không. Và đúng lúc đó, có một vụ nổ lớn ngay phía sau bạn. Bạn va vào cửa sổ của tòa nhà gần nhất và nhảy ra khỏi xe. Bạn đang ở trong một căn phòng xám xịt với đồ nội thất cũ kỹ. Cửa sổ bạn nhảy qua đã nguyên vẹn trở lại và những hạt mưa đang tuôn xối xả vào khung cửa sổ. Bạn cảm thấy rất mệt mỏi và bối rối. Bạn đi qua đi lại, nhìn xuống đường phố bên dưới. Đột nhiên bạn thấy cảm hứng sáng tạo tuôn trào. Lúc này bạn nhìn thấy một cái bàn có máy đánh chữ ở trong góc. Bạn ngồi xuống và bắt đầu gõ điên cuồng. Các câu từ tuôn ra trên tờ giấy trắng. Bạn chắc chắn rằng mình đang viết ra một kiệt tác. Trên thực tế, văn bản này hoàn toàn vô nghĩa, nhưng nó không phải dành cho bạn. Bạn căng thẳng đến mức bật khóc. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Đêm rồi lại ngày và trên bàn có một chồng trang viết của bạn. Bạn lấy bản thảo và nhìn biên tập viên đọc nó. Một giọt nước mắt lăn dài trên má và cô ấy nói rằng bạn đã viết được một tác phẩm tuyệt vời. Nhưng bằng giá nào chứ? Bạn nói, cuốn sách này đã lấy đi mọi thứ của tôi. Bạn không biết chính xác nó đã lấy gì từ bạn, nhưng bạn cảm nhận được điều đó vì bạn đang ở trong một bộ phim buồn. Bạn rời khỏi tòa soạn và thấy mình đang ở trên phố, ngay giữa cảnh tắc đường. Một người đàn ông thò đầu qua khỏi cửa kính xe ô tô và nói, người lạ ơi, ngày đẹp quá nhỉ. Một người đi xe đạp lướt ngang qua vừa chạy vừa hét, xin đừng dừng lại và hãy nói hooray. Bạn thấy mình đáp lại, tôi không hiểu anh nói gì, nhưng có vẻ thật tuyệt và tôi tham gia. Hóa ra, bạn có một giọng hát rất hay, mọi người xung quanh bước ra khỏi xe và hát theo bạn. Một con quạ đậu trên cột đèn và những con chim bồ câu đi ngang cũng hòa vào bài hát. Mọi người xung quanh đang nhảy như đã được diễn tập từ trước. Và một chiếc xe cứu hỏa bắn nước vào đám đông, bài hát càng lúc càng lớn. Bạn muốn sống mãi trong vở nhạc kịch hài. Chà, chuẩn không cần chỉnh. Bạn bước vào một con hẻm tối tăm và mọi thứ xung quanh mờ dần thành những mảng màu đen trắng. Bạn đang đội chiếc mũ từ những năm 50. Bạn nghe thấy tiếng hú còi của cảnh sát, tiếng hét của ai đó, cửa kính vỡ. Thành phố này bị nhấn chìm trong lòng tham và sự lừa dối. Có vẻ như bạn vừa nói ra suy nghĩ này. Hay thật,
giờ bạn đang ở trong một bộ phim trinh thám tội phạm. Bạn đang ngồi trong văn phòng, trên bàn làm việc có một chiếc ly rỗng và những mảnh giấy ghi chú nằm rải rác. Ngày 17 tháng 12 năm 1954, hai ngày rồi tôi không ngủ. Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Thám tử, tôi cần anh giúp. Cô ấy nói. Bạn lái chiếc xe cổ qua một thành phố đen trắng vào ban đêm. Bạn nhận ra đây không phải là phim, mà là một đoạn trailer của một phim trinh thám. Hình ảnh chuyển sang âm nhạc dữ dội. Bây giờ bạn đang tranh cãi gì đó với đối tác. Tiếp theo bạn đang ở trong một cuộc rượt đuổi ô tô. Bạn đá văng cánh cửa. Đương nhiên, cận cảnh chiếc còng tay đang được khóa chặt vào cổ tay ai đó. Âm nhạc dồn dập hơn và một giọng nói cất lên. Mùa hè này. Bạn ném một que diêm đã đốt xuống đất và mọi thứ bốc cháy. Tiền giấy từ trên trời rơi xuống. Cảnh tiếp theo là bạn đang đi giữa trời mưa lớn. Giọt mưa chậm chậm rơi xuống từ mũ bạn. Bạn đang nhe răng cười. Một thám tử rất đen tối. Giọng nói cất lên và trailer kết thúc. Và cứ như vậy thế giới lại đầy màu sắc. Bạn đang đi qua một con phố đông đúc và thấy một vỏ chuối nằm trên đường. Bạn đi quanh nó và nghe thấy tiếng cười. Bạn không hiểu nó từ đâu ra, nhưng bạn thấy ở gần đó có hai người bán hoa quả. Một người đang đưa cho người kia vài đô vì anh ta vừa thua cược. Người thua hỏi bạn, có phải trượt ngã rất đau không? Bạn nhún vai đáp lại và lại nghe thấy tiếng cười, giống như một đám người vô hình đang theo dõi bạn và cười nhạo trước hành động của bạn vậy. À, bạn đang ở trong một bộ phim hài tình huống. Một bà cụ đi ngang và bị trượt vỏ chuối. May mắn thay, bạn đã đỡ được bà kịp thời. Người bán hàng thắng cược lần trước đó liền trả lại tiền và bạn lại nghe thấy giọng cười một lần nữa. Cháu biết không, 100 năm rồi chưa có ai cứu bà khỏi bị trượt vỏ chuối cả. Bà cụ nói, tiếng cười ở phía sau càng lúc càng lớn, bạn thấy bực mình và chạy vội vào siêu thị gần nhất. Bạn đi giữa các kệ hàng và chất đầy đồ ăn lên xe. Một số người tiếp cận bạn từ nhiều hướng và chụp hình bạn với máy ảnh có ống kính lớn. Một trong số họ thậm chí còn nằm xuống đất, trốn sau những thùng táo. Họ chắc rằng bạn không thể nhìn thấy họ. Một giọng nói bình tĩnh và dễ chịu cất lên. Cảm giác đói bụng sẽ khiến người này bỏ thêm đồ ăn vào xe. Lúc thanh toán, con người này sẽ biết có khi anh ta không đủ tiền để trả cho mọi thứ. Bạn đồng ý với giọng nói đó và đặt lại chai sữa sô-cô-la lên kệ hàng. Những người có máy chụp hình đi theo bạn, nhưng giữ khoảng cách. Bây giờ, người này đang trải qua một nghi thức phổ biến trong cộng đồng người đứng xếp hàng mua đồ ăn. Có lẽ lúc này bạn đang ở trong một bộ phim tài liệu về động vật hoang dã. Giờ bạn hiểu cảm giác của động vật rồi. Bạn bước ra khỏi siêu thị và đột nhiên có động đất. Mọi người đang la hét và phi thuyền xuất hiện trên bầu trời. Cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Bạn nhảy vào chiếc ô tô màu đen đang đậu và nó biến thành tên lửa Starship. Bạn lượn lờ trên bầu trời, tránh các vụ nổ. Tàu địch đang đuổi theo bạn. Bạn gọi điện thoại cho con trai lớn của mình. Con à, bố chưa bao giờ nói với con điều này, nhưng bố rất thương con. Con là điều quý giá nhất trong đời bố, nhớ chăm sóc bản thân nhé. Bố, chuyện gì đang xảy ra vậy bố? Con trai bạn hỏi, nhưng bạn đã tắt máy. Bạn đang ở trong một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng, kịch tính. Tên lửa của bạn đi vào không gian và bạn thấy con tàu khổng lồ của những kẻ xâm lược. Bạn lướt qua kẻ thù và đâm vào trung tâm chỉ huy của chúng. Một vụ nổ lớn sáng lòa không gian, loài người đã chiến thắng. Họ tuyên bố bạn là anh hùng, nhưng không ai biết bạn đã phóng ra từ phi thuyền vào giây cuối cùng. Giờ đây bạn đang sống một cuộc sống yên bình với gia đình trong một ngôi làng xinh đẹp. Hết phim, diễn viên chính, bạn, sẽ sớm công chiếu ở rạp chiếu phim gần nhà bạn. Ở những giai đoạn đầu tiên của cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đã tái dựng Megalodon trông như một con cá mập trắng lớn nhưng có kích thước to hơn và chỉ nguy hiểm hơn một chút. Sau đó, phim ảnh đã làm điều tương tự rồi thêm vào một số chi tiết riêng và ta-da! Ta có một con thủy quái khổng lồ với khả năng phát triển đến kích thước 27m. Chà, đợi đã nào, Megalodon thường dài khoảng 15-16,5m, thỉnh thoảng có thể tới 18m. Để so sánh thì một làn bowling có chiều dài 18m, một chiếc xe buýt đưa đón học sinh khoảng 13,5m và một người trung bình cao 178cm. Vậy nên, vâng, được đấy Megalodon, nhưng vẫn không phải là 27m như trong phim. Cân nặng của loài này rơi vào khoảng 50-60 tấn, nghĩa là tương đương với 10 con voi trưởng thành cộng lại, hoặc thậm chí là một chiếc Boeing 737. Tuy nhiên, đấy là trọng lượng của một con cái.
các nàng McLaren to gần như gấp đôi so với con đực. Lại một sự khác biệt giữa phim ảnh và đời thực đây. McLaren chẳng liên quan gì với cái mặt trắng lớn cả. Quan hệ gần gũi nhất của chúng chỉ có thể là anh em họ mà thôi. Vì thực ra McLaren là hậu duệ cuối cùng của một dòng cá mập hoàn toàn khác. Ngoài ra, loài này còn lớn hơn khoảng 3 lần một con cá mập trắng lớn trung bình. Nó có mũi ngắn hơn và hàm dẹp hơn rất nhiều, như thể bị ép vào bên trong vậy. Ngoài ra, các vây ngực của Mac cũng dài hơn của cá mập trắng lớn. Loài săn mồi cổ đại này ăn rất nhiều nên chúng cần có một bộ phận có thể chịu đựng trọng lượng của mình. Cả hai đều có những chiếc mũi cực thính. Vì vậy, ngay cả ở thời tiền sử thì bạn cũng không nên bơi khi đang cầm một khúc thịt sống trên tay. Và bây giờ, hành động này chắc chắn cũng không an toàn. Dù Mac có đang trốn ở đâu đó dưới đáy biển sâu, điều mà vài người vẫn tin là đúng, hay đã biến mất mãi mãi, thì người em họ trẻ tuổi của nó cũng sẽ ở đó chờ đợi. Ngoài ra, cả hai cũng thích đuổi theo những loài động vật biển lớn có vú, nên hẳn là chúng sẽ có gì đó để làm cùng nhau đấy. Sẽ là thế nào cho đến khi Mac tự nhiên nổi cơn và vô tình ăn luôn người bạn của mình? À, ai mà biết được chứ. Hai anh bạn này có kiểu đi săn khác nhau. Cá mập trắng lớn thích lặn thẳng về phía con mồi và tìm đến nơi mềm nhất trên cơ thể, ví dụ như chân hay phần dưới bụng không được bảo vệ. McLaren thì nhắm vào vây và đuôi, vì loài này sở hữu một bộ hàm 3m và được cho là có cú cắn mạnh nhất từ trước tới nay. Răng của nó có thể chọc thủng gần như mọi thứ. Thỉnh thoảng, người ta lại tìm thấy một chiếc răng nguyên vẹn đang cắm vào xương của một con vật to hơn, ví dụ như cá voi. Khi không còn bộ phận chính để bơi thì những sinh vật biển đáng thương này sẽ bất lực và không thể trốn thoát. Tuy nhiên, cá voi chỉ chiếm một phần nhỏ trong chế độ ăn của McLaren. Hải cẩu, hải ngư, mực, cá heo và những loài cá mập khác. Mac già gân của chúng ta có thể cũng chẳng từ chối những đàn cá nhỏ ngẫu nhiên bơi thẳng vào miệng nó đâu. Chẳng gì tuyệt hơn một chút ăn vặt ngon lành sau bữa tối no nê và hảo hạng. Ngay cả rùa khổng lồ cũng không được yên bên trong cái mai dày của chúng. Chắc hẳn Mac sẽ coi đó là một thử thách hàng ngày của mình. Quả là chế độ ăn đa dạng và khổng lồ. McLaren có thể ăn tới 1.130kg thực phẩm mỗi ngày. Chẳng trách tại sao chúng lại thống trị biển cả. Chúng sở hữu gần 300 cái răng trên 5 hàng. Và chúng ta đang nói về những chiếc răng sắc nhọn có khả năng dài đến 18cm đấy nha. Tên của chúng thậm chí còn có nghĩa là răng khổng lồ. Tuy nhiên, McLaren sẽ thay hàng nghìn chiếc răng trong suốt cuộc đời. Vì răng của Mac không khỏe lắm nên thường bị rụng. Sau đó, những chiếc răng mới sẽ mọc lại trong vòng 1 đến 2 ngày để con vật có thể tiếp tục những cuộc đi săn mà không bị gián đoạn quá lâu. Điều tương tự cũng xảy ra với những con cá mập hiện đại. Răng mới sẽ thế chỗ răng hư hỏng hoặc bị mòn. Những cái răng rụng này chính là thứ duy nhất giúp các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu về loài McLaren. Họ tìm thấy răng của chúng trên khắp thế giới. Vâng, McLaren đúng là một lữ khách đầy ấn tượng đấy. Chúng sống trên mọi đại dương và hóa thạch của nó được tìm thấy trên tất cả các lục địa ngoại trừ Nam Cực. Tại sao vậy? Do lạnh quá ư? Vì bộ khung của McLaren không có cấu tạo từ xương mà là sụn. Vì vậy, răng là bằng chứng duy nhất chứng minh loài này đã từng tồn tại. Nó giúp các nhà khoa học khám phá được nhiều thứ, bao gồm cả kích thước. Họ thậm chí còn xác định được kích cỡ của những con cá mập hiện đại bằng kích thước của một cái răng. Và đã làm điều tương tự với Mac. So với các sinh vật khác trên trái đất, McLaren sở hữu cú cắn mạnh nhất. Một cuộc chiến giữa Mac và có thể là T-Rex hẳn sẽ rất ra trò đấy. Nhưng buồn thay, chúng không có duyên được gặp nhau và bắt đầu một tình bạn dài lâu vì khủng long đã tuyệt chủng từ hơn 60 triệu năm trước. Trái lại, Mac là mối khiếp sợ của những loài sinh vật biển và đại dương từ 23 đến 2,5 triệu năm trước. Nếu còn tồn tại thì ngày nay McLaren có thể sống ở đâu? Chà, có lẽ nó sẽ thích những nơi cá mập hiện đại hay lui tới, ví dụ như Florida, Hawaii, Brazil, Nam Phi hay những thiên đường nhiệt đới khác. Thử nghĩ mà xem, không tệ chút nào nhỉ. Cho tôi đi cùng nhé, Mac. Bản thân Mac không phải cạnh tranh hay có kẻ thù nào đáng kể, nhưng con non của loài này khá yếu để tự vệ.
Đó là lý do tại sao loài săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn này lại phải chọn những vùng nước ấm, nông và không có hải lưu mạnh để nuôi dưỡng con non. Tuy nhiên, Megalodon non cũng dài đến 2 mét đấy, không nhỏ cho lắm nhỉ. Các nhà khoa học đã thực sự tìm thấy một vài chiếc răng ở tuổi vị thành niên của loài này. Vì thế, dường như một phần của khu vực nuôi con non chính là bờ biển Panama. Và nó có niên đại 10 triệu năm tuổi. Được rồi, đã đến lúc gặp một trong những đối thủ tiềm năng của Megalodon. Đó là loài cá nhà tán hùng mạnh. Nó dài từ 13,5 đến 18 mét. Đây chắc chắn là kích cỡ của một kẻ địch xứng tầm. Cá nhà tán hiện đại không có răng to, nhưng tổ tiên của chúng sống cách đây 13 triệu năm trước thì được trang bị rất kỹ càng. Cái răng lớn nhất từng được tìm thấy rộng 12,7cm và dài 35,5cm, tương đương chai nước ngọt lớn nhất. Trận đấu này sẽ thú vị lắm đây. Chúng ta đang nói về loài săn mồi khổng lồ của biển cả, nhưng đó không phải là động vật cổ đại hấp dẫn duy nhất từng lang thang ở đại dương. Thực ra, cá mập chính là một trong số những loài sinh vật lâu đời nhất trên trái đất, hơn cả côn trùng, thú có vú và khủng long, thậm chí cả cây cối. Những sự kiện tuyệt chủng hàng loạt đã xóa sổ phần lớn sự sống trên trái đất. Thiên thạch khổng lồ rơi xuống bề mặt, các lục địa tách ra và nhiều vấn đề khác đã xảy ra. Nhưng cá mập vẫn ở đó, sống sót, bền bỉ, như thể không có mối liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Chúng chỉ thư giãn và làm chuyện của mình. Cá mập gai thực ra là một trong những loài thú đầu tiên có hàm. Tuy nhiên, cũng chẳng làm được gì nhiều với bộ hàm ấy, vì nó chỉ dài 30,5cm. Mà Mac sẽ chẳng thèm để ý tới loài này đâu. Và nó cũng không phải là cá mập thực thụ, chỉ là có vẻ ngoài giống mà thôi. Nếu bạn đã từng thắc mắc sự kết hợp giữa lươn và cá mập sẽ ra sao, thì chà, nhìn này. Cá mập mình lươn thích nước ngọt, dài đến 1 mét, và tuyệt chủng vào thời điểm 200 triệu năm trước. Vì khủng long xuất hiện vào khoảng 230 triệu năm trước, nên chắc hẳn cá mập mình lươn đã ở đó để nói một lời chào mừng ấm áp với chúng và còn chuẩn bị tiệc buffet về nữa. Nhưng tiếc làm sao, khủng long đã nhầm loài này thành một món tráng miệng. Nếu còn sống thì có lẽ loài săn mồi này sẽ tạo ra những tiếng la thất thanh tại bãi biển xinh đẹp đầy cát trong kỳ nghỉ xuân. Cá mập Ginsu. Nó được đặt tên theo dao Ginsu vì cái mồm khổng lồ chứa 500 cái răng sắc như dao cạo của mình. Một trong số những thú vui của loài cá mập quái vật này là săn những con rùa lớn. Ok, nói thật nhé, cá mập có hiềm khích gì với rùa vậy? Cá mập răng kéo. Chà, nghe thú vị đấy. Loài này đã sống cách đây khoảng 300 triệu năm trước và đầu của chúng có hình dạng khá lạ lùng. Phần lạ nhất chính là bộ hàm. Những chiếc răng cũ và mòn của con cá mập này không rụng đi. Thay vào đó, răng mới sẽ tiếp tục mọc đằng sau răng cũ. Răng ở phía trước bị đẩy lên và theo thời gian, con cá mập sẽ sở hữu một bề ngoài răng kéo vô cùng kỳ lạ. Các nhà khoa học vẫn chưa biết tại sao loài này lại có đặc tính như thế. Này, đi khám răng đi chứ! Thậm chí, trong giai đoạn thống trị lâu dài của Mac, thì loài săn mồi cổ đại ưa thích của chúng ta vẫn không phải là con cá mập khổng lồ đáng sợ duy nhất. Ví dụ như, tôi không đọc nổi tên nó, nên cứ gọi là ngài C đi nha. Đáng tiếc thay, không có đủ hóa thạch của chúng để có thêm thông tin, nhưng một vài nghiên cứu cho rằng nó có răng dài hơn 12,7cm. Điều này ám chỉ nó có thể phát triển tới độ dài 6 mét. Giả như nó để lại một vài cái răng nhỉ. Tôi đoán rằng Mac sẽ không phải ngôi sao điện ảnh duy nhất đến từ thời đó đâu. Xích thì nổi tiếng rồi, ngài C ạ. Bắt đầu với Van, người kiến và chiến binh ong. Nhờ công nghệ hạt pin đặc biệt, các anh hùng trong phim có thể thu nhỏ chiếc xe tải thật lại bằng chiếc xe đồ chơi đấy. Ván bay trở lại tương lai. Năm 1989, những người làm ra bộ phim đã hình dung loại phương tiện này sẽ phổ biến vào năm 2015. Thực tế không hoàn toàn giống như trong phim, nhưng chúng ta đã có kỷ lục thế giới cho chuyến bay trên phương tiện này rồi. Động cơ phản lực GTA San Andreas. Lời thoại của nhân vật trong game cho biết chi phí làm ra động cơ phản lực được mệnh danh là dự án đen này là 60 triệu đô. Nhân vật chính phải lấy nó từ một căn cứ được canh gác cẩn mật. Chổi tia chớp, Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban.
Cây chổi nhanh nhất trong thế giới phép thuật này có thể đạt đến vận tốc 240 km/h chỉ trong 10 giây, gần như một chiếc Bugatti luôn. Thảm thân 1001 đêm. Vẫn chưa ai biết được tốc độ tối đa của chiếc thảm là bao nhiêu, nhưng chúng ta biết nó sẽ mất đi phép thuật nếu bị rách. Xe đua tiêu chuẩn Mario Kart. Cẩm nang của trò Super Mario Kart có ghi luôn để ý đến màn hình của đối thủ nhằm khuyến khích gian lận để giành chiến thắng trong trò chơi này. Xe ánh sáng Tron Legacy. Chiếc xe này có thật và được phép chạy trên đường. Bạn có thể mua cho mình một chiếc với giá 55.000 đô la. Xe tốc độ chiến tranh giữa các vì sao. Xe này có thể đạt tới vận tốc 500 km/h, nhanh hơn một mũi tên đang bay luôn. Tuy nhiên trong thực tế khi quay phim, nó chỉ đi được 8 km/h thôi. Ôi, kỹ xảo thật nhiệm màu. Lightning McQueen Cars. Đây là phương tiện lai giữa Ford GT và Corvette. Số 95 của xe là một quả trứng phục sinh vì bộ phim đầu tiên của Pixar là Toy Story ra mắt vào năm 1995. The Giga Horse Mad Max, con đường cuồng ngộ. Chiếc xe ngốn xăng phi thực tế đến từ vũ trụ Mad Max này có công suất 1.200 mã lực, tương đương hai chiếc Lamborghini Huracan đấy. DeLorean trở lại tương lai. Phim 3 phần nổi tiếng về du hành thời gian đã giúp chiếc xe này trở nên phổ biến. Vì thế, nhà sản xuất quyết định khôi phục việc chế tạo nó sau 30 năm, cả nhà. Cỗ máy huyền bí. Scooby-Doo chắc chắn sẽ hốt hoảng nếu biết những chiếc xe tải đó hiện nay được bán với giá gần 60.000 đô la lận. Sedan hồng, gia đình Simpson. Trong suốt 80 năm, những người sáng tạo ra loạt phim hoạt hình này vẫn luôn khiến người xem tò mò về loại xe mà gia đình Simpson sở hữu. Nhưng trong một tập phim, cuối cùng chúng ta cũng đã phát hiện ra đó là chiếc Plymouth Junkerola 1986. Tumblr, hiệp sĩ bóng đêm. Mặc dù có vẻ ngoài cồng kềnh, nhưng đây vẫn là chiếc xe tốc độ cao. Nó có thể tăng từ 0 lên 60 trong 5,6 giây. Có một phiên bản của xe Batmobile được phép chạy trên đường. Bạn sẽ mua được nó với giá 1 triệu đô la. Pursuit Special Mad Max, con đường cuồng nộ. Chiếc xe cuối cùng của Interceptor V8 sở hữu động cơ V8 ngốn rất nhiều xăng. Quả là một sự xa xỉ trong thế giới phản địa đàng viễn tưởng này. Chevrolet Camaro Robot đại chiến. Khi biến thành Bumblebee, chiếc Chevy này cao 5 mét. Đặc điểm tính cách của Bumblebee được dựa trên Marty McFly trong Trở về tương lai đấy. Kit, hiệp sĩ tốc độ. Đây là chiếc Pontiac Firebird được chỉnh sửa nhiều. Tính năng chính của Kit là trí tuệ nhân tạo. Tên của nó là viết tắt của Night Industry 2000, tạm dịch là siêu xe hiệp sĩ 2000. Black Beauty, chiến binh bí ẩn. Chiếc Imperial Chrysler Crown 1965 được chỉnh sửa nhiều này rất đẹp, nhưng cũng nguy hiểm lắm đấy. Nó có đầy đủ các tiện ích mà một siêu anh hùng và phụ trợ cần để chống lại tội phạm. Nó được điều khiển bởi không ai khác ngoài Bruce Lee trong vai Kato. Ectomobile, biệt đội San Ma. Đây là chiếc xe cứu thương Cadillac Miller Meteor đời 1959, cũ kỹ. Tất cả những cảnh mô tả vụ nổ ngoài xi lanh của chiếc xe này đều là thật luôn. Chiếc xe thực sự đã bị hỏng trên cầu Brooklyn trong quá trình quay. Xe đỏ hiệp sĩ Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban. Chiếc xe này cao bằng một con hươu cao cổ. Chiều cao của nó gây ra rất nhiều bất tiện trong quá trình quay phim. Xe buýt 3 tầng này không thể đi dưới cầu, vì vậy họ đã làm tầng 3 có thể tháo rời. Xe buýt mèo, hàng xóm của tôi là Totoro. Chiếc xe buýt sống động và độc đáo này di chuyển bằng 12 chân. Nội thất của nó mềm mại, được bao phủ bởi lông và đèn pha là đôi mắt của con mèo. Terror, bá chủ thế giới của Jules Verne. Cỗ máy này có thể di chuyển được trên cạn, trên không, trên mặt nước và dưới nước. Trên cạn nó có thể đạt tốc độ 240 km/h, trên không là 320. Không tệ đối với một câu chuyện được viết vào năm 1904 à nhá. T-70 X-Wing Starfighter, chiến tranh giữa các vì sao. Nó có thể bay đến vận tốc 1050 km/h và đi được 100 đại quang mỗi giờ. Tuy nhiên, thiết kế của nó không hiệu quả lắm. Nó không thể bay được trong đời thực. Rex, Metal Gear Solid.
Nó có tên là Rex vì bề ngoài trông giống T-Rex. Buồng lái nằm trong hàm kim loại của con khủng long này. Mummakill hoặc Oliphant như cách họ gọi chúng trong Western. Tạo vật khổng lồ có hình dạng con voi này giống như một chiếc xe tăng tự nhiên nhờ lớp da dày. Mũi tên và giáo không thể xuyên qua được nó. Appa Avatar, tiết khí sư cuối cùng. Tạo vật có hình dáng giống bò rừng và biết bay này đã đồng hành cùng Aang trong nhiều cuộc phiêu lưu. Appa trông dễ thương và đáng yêu, nhưng nó to như một chiếc xe buýt trường học vậy. AT Walker. Đây là cỗ máy biết đi dễ nhận biết nhất từ vũ trụ chiến tranh giữa các vì sao. Thiết kế của nó lấy cảm hứng từ Paraceratium. Đọc theo tôi nhé. Paraceratium, một loài tê giác không sừng thời tiền sử giống cách đây 30 triệu năm. Thiết giáp hạ tiền Dreadnought. Đây là chiếc xe bồn khổng lồ có chiều dài gần bằng sân tennis. Nó là chiếc xe mạnh nhất trong vũ trụ Death Race. Blackbird, dị nhân. Nhóm các siêu anh hùng đột biến di chuyển trên một chiếc máy bay lấy cảm hứng từ Lockheed SR-71. Chỉ phương tiện của họ mới có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Nó có thể đạt đến tốc độ 3.500 km/h cơ đấy. Đại bàng thiên niên kỷ, chiến tranh giữa các vì sao. Đống rác nhanh nhất trong thiên hà này cũng có ngoài đời thực. Người ta đã tạo ra một bản sao y như đúc để quay một trong những tập phim này. Sandcrawler, chiến tranh giữa các vì sao. Nơi trú ẩn khổng lồ di chuyển được của Jawas có từ trường giúp nó hút được kim loại và robot giống như một chiếc máy hút bụi vậy đấy. Tripod, đại chiến thế giới. Cỗ máy đáng sợ này có tia nhiệt và ống phun ra đám khói đen độc hại. Những người ngoài hành tinh này sẽ dễ dàng chiếm lấy trái đất của chúng ta, ngoại trừ những vi khuẩn mà họ không miễn nhiễm được, nhưng loài người thì có. Ôi, tôi lỡ tiết lộ nội dung rồi. Ngọc trai đen, cướp biển vùng Caribe. Đây là con tàu nhanh nhất trong vũ trụ cướp biển. Con tàu được sử dụng để quay phim có tên là The Sunset. Người Hà Lan bay, cướp biển vùng Caribe. Theo truyền thuyết, thuyền trưởng của con tàu này đã nguyền rủa toàn bộ thủy thủ đoàn khiến họ không thể lên bờ. Lời nguyền vẫn chưa được phá bỏ, vì thế con tàu vẫn đang trôi giạt giữa đại dương. Endurance, hố đèn tử thần. Bộ phim chính xác đến từng chi tiết. Chạm hình chiếc nhẫn có chiều dài gần bằng sải cánh của chiếc Boeing 747 này có thể hoạt động được trong đời thực. Lâu đài di chuyển của Hal. Nó to lớn và đáng sợ, nhưng khẩu đại bác lớn ở phía trước không hoạt động được. Tòa lâu đài cao 20 tầng này di chuyển một cách gần như yên lặng hoàn toàn. Nautilus, hai vạn dặm dưới biển. Chiếc tàu ngầm hư cấu này dài bằng 3 con cá voi xanh và đạt tốc độ ngang với chiếc xe trên đường cao tốc. Nơi xa xôi nhất trên trái đất là mũi Nemo ở Nam Thái Bình Dương, được đặt theo tên của thuyền trưởng con tàu này, chứ không phải nó được cho chú cá hề nhỏ trong phim Disney ư. Gypsy Danger, siêu đại chiến. Robot khổng lồ này được tạo ra để chiến đấu với những con quái vật kiểu như Godzilla. Nó nặng gấp 10 lần chiếc Airbus A330. Megazord, 5 anh em siêu nhân. Mỗi siêu nhân của Power Rangers có thể triệu hồi Robot Zord của riêng mình. Nhưng khi kẻ thù quá lớn, cả nhóm sẽ kết hợp lại thành Megazord, cao hơn cả tượng nữ thần tự do. Normandy, Mass Effect. Đây là tuần phòng hạm mà chỉ huy Shepard đã dùng để giải cứu Ngân Hà 3 lần. Tàu có một hệ thống cực tuyệt giúp nó tàng hình khi có các tàu khác. Shield Helicarrier, vũ trụ Marvel. Chiếc máy bay khổng lồ này không thể tồn tại trong đời thực, nhưng vì trong thế giới hư cấu có nhiều công nghệ tiên tiến hơn, nên họ đã có thể cung cấp năng lượng cho một cỗ máy lớn như vậy. USS Enterprise, Star Trek. Có tổng cộng 9 phi thuyền Enterprise. Chiếc này được trang bị động cơ warp, cho phép nó di chuyển nhanh hơn nhiều so với tốc độ ánh sáng. Snowpiercer. Đây là gã khổng lồ trong số những con tàu. Khi thế giới bị đóng băng trong kỷ băng hà mới, con tàu này đã di chuyển không ngừng vòng quanh trái đất. Tàu khu trục ngôi sao, chiến tranh giữa các vì sao. Chúng ta đã chính thức bước vào đơn vị km rồi đây. Chi phí của con tàu khổng lồ này là gần 4 tỷ điểm. Để so sánh thì trong vũ trụ Star Wars, bạn có thể mua một con tàu vũ trụ nhỏ chỉ với 10.000 điểm. London, cỗ máy tử thần. Vâng, đó là một thành phố chuyển động.
đại đô thị cao gấp 3 lần Burj Khalifa này di chuyển được là nhờ sự hỗ trợ của 7 bánh xe khổng lồ, và trên đường đi nó đã hút những thành phố nhỏ khác. Standard Island, đảo nổi. Hòn đảo nổi hình bầu dục này dài 6 km và rộng 5 km. Nó được xây để di chuyển qua vùng biển Thái Bình Dương. Ồ, và chỉ có triệu phú mới sống được ở đó thôi. Vikir, Star Trek. Đây là một tạo vật trông giống như một con tàu vũ trụ. Trong vũ trụ Star Trek, USS Enterprise có thể bay tự do bên trong con quái vật này. Vì sao chết? Chiến tranh giữa các vì sao. Trạm vũ trụ hình cầu khổng lồ này có 560 bong và chứa được 2,4 triệu hành khách cùng phi hành đoàn. Ồ, lại tiết lộ nội dung rồi. TARDIS, Doctor Who. Nhìn từ bên ngoài, nó trông như một bốt cảnh sát tiêu chuẩn ở Anh. Nhưng nếu nói về bên trong cỗ máy thời gian của Doctor này, thì kích thước của nó là vô hạn. T-Rex còn cực kỳ đáng yêu. Vâng, thật đấy. Thật khó để tưởng tượng rằng hai từ T-Rex và đáng yêu lại có thể nằm cùng một câu. Nhưng thôi nào, chẳng con T-Rex khổng lồ hung dữ nào có thể chui ra khỏi lớp vỏ với hình dạng to lớn, đáng sợ và trưởng thành đâu. Trong những tháng đầu tiên trên trái đất, T-Rex con là một quả bóng đầy lông dễ thương, lớn bằng con gà Tây và trông như một con chim kỳ lạ chui ra từ quả trứng quá khổ. Không đủ thức ăn, môi trường xung quanh nguy hiểm, tiểu hành tinh, T-Rex con quá đỗi tội nghiệp, bất lực và yếu ớt. Chỉ khoảng một nửa trong số chúng sống tròn một tuổi. Các nhà khoa học cho rằng T-Rex có lông là để giữ ấm khi chúng còn nhỏ và dễ bị tổn thương. Ngoài ra, lớp lông này còn giúp chúng ngụy trang và được an toàn. T-Rex còn chưa có hàm răng lớn sắc nhọn, vì vậy chúng hầu như chỉ ăn các loại bò sát và côn trùng nhỏ hơn. T-Rex còn lớn lên khá nhanh, chúng tăng tới 3 kg mỗi ngày. Sự thật kỳ lạ nhất về T-Rex là gì? Khi còn nhỏ, cánh tay của chúng trông hoàn toàn cân đối với cơ thể, nhưng khi chúng đã trưởng thành thì... Cha mẹ của T-Rex rất nổi tiếng. Hình ảnh của chúng xuất hiện khắp nơi, trên áo thun, trong phim ảnh và theo thiền ý của tôi thì khủng long bạo chúa cũng là bộ trang phục Halloween tuyệt nhất từ trước đến nay. Nhưng T-Rex mà chúng ta biết và yêu thích thực sự không tồn tại. Trước hết, về tốc độ, T-Rex không nhanh như chúng ta nghĩ. Trong các bộ phim, bạn không bao giờ có thể thoát khỏi chúng, ngay cả khi đi đường thông thoáng và khi bạn đang ở trong một chiếc xe hơi rất nhanh. Các dự đoán trước đây cho rằng T-Rex có thể chạy với tốc độ trong khoảng 16 đến 48 km một giờ. Quả là wow! Nhưng nghiên cứu gần đây cho thấy chúng chỉ đạt khoảng 19 km trên giờ. Nếu T-Rex di chuyển nhanh hơn thế, bộ xương khổng lồ của chúng sẽ gãy. Nên hãy thư giãn. Sau vài tháng luyện tập, ngay cả những người ít vận động nhất cũng có thể thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của anh chàng này đấy. Còn người bạn tốt của chúng ta, Stegosaurus thì sao? Chúng sống cách đây khoảng 150 triệu năm, vì vậy chúng không có cơ hội gặp T-Rex còn dễ thương. Loài này xuất hiện muộn hơn nhiều. Chúng ta ai cũng biết Stegosaurus, đó là loài có những tấm xương thẳng đứng ngộ nghĩnh trên lưng. Tấm xương này đôi khi dài tới 1 mét, bạn có thể trốn sau một tấm như vậy đấy. Các nhà khoa học vẫn chưa thực sự hiểu tại sao chúng lại có những tấm xương này. Nhưng họ cho rằng loại xương ấy giúp Stegosaurus điều chỉnh lưu lượng máu đi qua cơ thể, giống như bộ điều nhiệt bằng xương khổng lồ. Họ cũng tin rằng loài này có thể sử dụng hệ thống đó để kiểm soát màu da, tùy thuộc vào việc chúng muốn có một vẻ ngoài đẹp hay đáng sợ. Nghe thật ấn tượng phải không? Chà, ít nhất thì loài khủng long này cũng có gì đó hay ho, vì chúng sở hữu một bộ não chỉ hơi nặng hơn quả bóng tennis một chút và lớn bằng một quả óc chó. Tỷ lệ này giống như não của một chú chó trong cơ thể hà mã vậy. Jordan là một trong những loài khủng long thông minh nhất. Loài này rất toàn diện, săn mồi cừ khôi, thị lực 3 chiều, dài đến 2 mét và sở hữu bộ não không ngừng hoạt động, thật ấn tượng. Hóa thạch của Jordan là một trong những khám phá về khủng long đầu tiên ở Bắc Mỹ. Một trong những thành viên kỳ lạ nhất của gia đình khủng long chắc chắn là Thôi, chúng ta cứ gọi nó là Su nhé. Nếu gặp nó, bạn sẽ tưởng rằng mình đang nhìn thấy một con chuột lai gà Tây to lớn với cơ thể đầy lông. Đó có thể là tổ tiên đã biến mất từ lâu của con lười hiện nay. Bạn của Sue, Pegomastax, cũng bất thường không kém. Nó trông giống một con vật lai giữa nhím và vẹt. Nhưng đừng nói vậy trước mặt nó nhé, vì chú em này có vài chiếc răng nhọn có thể mài sắc cho nhỏ đấy.
Loài khủng long lớn nhất và nặng nhất từng được biết đến là Argentinosaurus. Chưa ai tìm thấy một bộ xương hoàn chỉnh của loài quái vật này, nhưng chúng phải nặng khoảng 100 tấn và dài cỡ 40 mét. Nếu chúng ta so sánh loài này với động vật lớn nhất hiện nay là cá voi xanh, thì con khủng long dài hơn 10 mét. Khi ai đó nói khủng long, chắc chắn bạn sẽ tưởng tượng ra một con quái vật to bằng một tòa nhà, có thể dùng một cái cây để làm tăm sửa răng. Một số loài cực kỳ to lớn, đúng vậy, đó là như những con khủng long cổ dài, đuôi dài. Những loài này dài bằng một chiếc máy bay, nhưng cũng có nhiều loài nhỏ và nhẹ cân, một số chỉ lớn bằng một con chim bồ câu. Bộ xương khủng long nhỏ nhất từng được tìm thấy là của một loài thằn lằn chuột bé nhỏ. Một số loài khủng long có đuôi dài hơn 14 mét. Nhờ đó, chúng có thể giữ thăng bằng tốt hơn khi chạy, nhưng chúng không kéo lê đuôi dưới đất. Khủng long khá nhanh và năng động, vì vậy chúng hầu như luôn giữ đuôi trên không. Mặc dù tiểu hành tinh đáng sợ kia đã xóa sổ hầu hết các loài khủng long, nhưng còn rất nhiều DNA của chúng vẫn ở lại và trở thành những động vật mà chúng ta biết ngày nay, ví dụ như chim. Lần đầu tiên có người nghĩ đến mối liên hệ giữa hai loài này là sau khi họ phát hiện ra một con chim nguyên thủy ở Đức. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã phân khủng long làm hai nhóm dựa theo kiểu lông của chúng. Nhóm đầu tiên trông khá quen thuộc, có hông giống thằn lằn. Nhóm thứ hai có hông giống như loài chim. Ngoài ra, có rất nhiều loài ăn thịt thời xưa có xương rỗng, giống như xương của chim vậy. Chim có thể là hậu duệ còn sống của khủng long, nhưng có một số loài động vật đã thực sự chứng kiến thời đại khủng long. Giá mà chúng có thể nói chuyện nhỉ? Rắn, ong, cá mập, cua, tôm hùm, cá sấu, gián, thậm chí cả rùa biển xanh nữa. Chúng đã nhìn thấy khủng long đấy, gành tị quá. Khủng long ăn thịt chủ yếu đi bằng hai chân, nhờ vậy chúng nhanh hơn và có đôi tay rảnh rỗi để tóm lấy một con khủng long nhỏ làm đồ ăn vặt. Những loài ăn thực vật đi bằng bốn chân để có thể chống đỡ cơ thể nặng nề. Một số loài ăn thực vật lớn hơn cần khoảng 1 tấn thức ăn mỗi ngày. Hãy hình dung về cảnh những loài to lớn như vậy phải ăn một đống rau to bằng ngôi nhà hàng ngày đi nào. Chúng ta biết đến khoảng 700 loài khủng long đã tuyệt chủng. Nghe có vẻ nhiều, nhưng chúng ta vẫn chưa khám phá hết toàn bộ các loài khủng long. 5 năm trở lại đây, họ phát hiện ra một con khủng long mới. Nó có cặp sừng múp míp ngay phía trên mắt và trông rất giống một nhân vật truyện tranh. Họ đặt tên cho nó là Hellboy. Vào những năm 90, các nhà khoa học đã phát hiện ra một miệng núi lửa ở bán đảo Yucatan, Mexico. Bạn biết chuyện đấy rồi nhỉ? Khoảng 66 triệu năm trước, một thiên thạch có kích thước bằng núi Everest đã va vào hành tinh chúng ta và lấp đầy bầu khí quyển với bụi, khí và các mảnh vỡ, gây ra thảm họa khí hậu nghiêm trọng. Sự việc kích hoạt một làn sóng nhiệt và sóng nổ phóng thẳng lên bầu khí quyển đã phần nào che đi mặt trời. Game over. Cảm ơn vì đã tham gia cuộc chơi này nhé, khủng long. Thời đại của con người không bao giờ trùng với thời đại khủng long. Khủng long đã biến mất hơn 60 triệu năm trước và sống trên trái đất trong 160 triệu năm. Con người hiện nay mới chỉ tồn tại được khoảng 250.000 năm. Chỉ còn 59 triệu năm nữa thôi đấy mọi người ạ. Không phải loài khủng long nào cũng có mặt tại Mexico khi tiểu hành tinh nọ đâm vào, mà chúng sống khắp nơi trên địa cầu. Một số sống ở sa mạc, trong khi số khác sống ở những khu vực gần các con sông cổ đại, được bao quanh bởi rừng rậm và thảm thực vật phong phú. Chúng không quá kén chọn nên đã sống ở khắp nơi, kể cả Nam Cực. Nhưng vào thời ấy, hai cực của trái đất không bị bao phủ bởi tuyết mà thay vào đó là rừng. Hầu hết mọi người đều tưởng tượng rằng khủng long có màu xanh xám và nguyên nhân là do các bộ phim. Thêm vào đó, chúng ta thường chỉ nghĩ về chúng như những con thằn lằn khổng lồ. Các nhà khoa học vẫn chưa biết nhiều về tông màu da của các loài khủng long. Nhưng gần đây, họ đã tìm thấy một số bằng chứng cho thấy chúng có đủ màu trên cầu vồng. Còn có một số loài nhỏ nọ sở hữu vòng tròn màu trắng và cam trên đuôi nữa đấy. Dinosaur là tiếng Hy Lạp và có nghĩa là loài thằn lằn khủng khiếp. Các nhà khoa học từng nghĩ khủng long phần lớn là các loài máu lạnh như rắn, thằn lằn hoặc các loài bò sát khác. Nhưng có lẽ là họ đã nhầm. Một số bằng chứng cho thấy rằng chúng là loài máu nóng, giống như động vật có vú. Năm 2014, các nhà khoa học đã tuyên bố rằng hầu hết các loài khủng long đều là loài trung nhiệt, nghĩa là nửa này nửa kia. Và hóa ra nhiều loài trong số đó có lông giống như T-Rex con. Nhờ vậy mà chúng có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Một điều nữa mà chúng ta biết được từ các bộ phim và hoàn toàn nghĩ là có thật, đó là tiếng kêu của loài khủng long.
các nhà sản xuất thường phối rất nhiều tiếng kêu của động vật để tạo ra tiếng gầm rú đích thực đó. Tiếng kêu của T-Rex thường là kết hợp của tiếng cá sấu, hổ và voi con. Còn hơi thở đáng sợ của T-Rex, đó chỉ là âm thanh của không khí đi qua lỗ phun nước của cá voi mà thôi. Ok, bạn nghĩ mình có thể đoán tất cả các bộ phim qua biểu tượng cảm xúc không? Được rồi, bắt đầu thôi. Khởi đầu dễ dàng, đó là người nhện, hoặc có lẽ là Little Miss Muscle. Siêu nhí karate, rõ ràng và đơn giản. Này, xoay tay bên trái, xoay tay bên phải. Hãy coi chừng, đó là hàm cá mập. Tồi cá là giờ bạn đang ngâm nga bài hát chủ đề trong đầu. Bạn sẽ gọi cho ai? Biệt đội săn ma. Công viên kỷ Jura, một trong những phim yêu thích của tôi. Đó là cậu bé sống sót Harry Potter. Phù thủy xứ Oz. Tất nhiên là Thor rồi. Trời, nếu ngón cái của tôi bị búa đập vào thì chắc tôi hét to lắm đó. Nhóc trùm, bingo! Này, dù bạn có thái nó thế nào, là người kéo học yêu. Bạn chỉ cần đoán thế thôi, Titanic. Tôi thích phim này là đặc vụ áo đen. Charlie và nhà máy sô-cô-la, bộ phim cổ điển. Giờ nếu bạn đoán là Willy Wonka và nhà máy sô-cô-la thì cũng được. Với tôi, phim đó còn hay hơn. Đó là thiếu niên ninja rùa đột biến. Bạn có nhận ra Forrest Gump không? Phim đó là Marley và tôi. Công ty quái vật, đúng vậy. Công chúa tóc xù, đúng là phim hay. Cảnh nổi tiếng nhất trong E.T. Một bộ phim hay khác là Moana, khỏi cần cảm ơn tôi. Là yêu nữ thích hàng hiệu. Bạn có thấy Joker không? Shhh,
đó là sự im lặng của Baiku. Có gì cho bữa tối đây? He he. Madagascar, không cần bàn cãi. Này, là Coco. Có thể là gì khác chứ? Đó là chuột đầu bếp Ratatouille. Ai cũng có thể nấu ăn. Đang khó hơn rồi đấy. Đó là Mary Poppy. Cùng đi thả diều nào. Giờ câu này làm tôi bí rồi. Đó là tiền bi. Mong là bạn đoán đúng câu này. Đó là sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng. Scott vĩ đại. Đó là trở lại tương lai. Hẳn bạn nhận ra chạng vạng. Cô gái triệu đô. Đi thẳng vào vấn đề, đó là hành tinh khỉ. Biểu tượng cảm xúc đã bật mí, đó là ở nhà một mình. Và phim này là Đi tìm Nemo. Nhìn hình đoán chữ nè. Đó là một tâm hồn đẹp. Tôi biết rồi, lá cờ đã ngay lập tức hé lộ. Vâng, đó là cướp biển vùng Caribe. Há cảo. Kung Fu Panda là đáp án đúng. Giờ liệu có ai chưa xem Nhật ký tình yêu ngoài tôi ra? Hãy nghĩ đơn giản thôi, King Kong. Giai điệu hạnh phúc, đây rồi. Biên niên sử Narnia. Hãy nghĩ về nhạc kịch là Mamma Mia, Abba cất giọng lên nào. Giờ thì không cần nghĩ nhiều đâu, đó là cậu bé rừng xanh. À, thông minh thật, là robot đại chiến. Đêm ở viện bảo tàng, giờ thì dễ hiểu rồi. Trường hợp kỳ lạ của Benjamin Button, tất nhiên rồi. Khó ghê ha. Đó là chương trình Truman. Shrek, bạn biết mà. Và đấu trường sinh tử.
câu chuyện sự thi yêu thích của mọi người, chiến tranh giữa các vì sao. Bạn có nhận ra người về từ cõi chết không? Không phải sau khi con gấu tóm được anh ấy. Ops, tôi nhỡ miệng rồi. Càng ngày càng khó rồi hội cuồng phim ơi. Đó là vùng đất câm lặng. Cực kỳ khuyến khích xem nha. Đó là La La Land. Đã tìm ra rồi, đó là luật sư không bằng cấp. Khó ghê. Đó là kẻ đâm lén. Đó là tôi là huyền thoại. Oh, The Terminal. Oh, tôi hiểu rồi. Đó là hổ đen tử thần. Điểm cộng nếu bạn giải được câu khó này. Đó là tia nắng vĩnh cửu cho tâm hồn tinh khiết. Một đoàn tàu khổng lồ đang lao nhanh trên đường ray rồi phanh rít lên. Chỉ vài giây nữa thôi, đoàn tàu bằng thép nặng cả nghìn tấn sẽ đâm thẳng vào chiếc xe buýt mắc kẹt ở ngã tư đằng kia. Chỉ phép màu mới có thể cứu được mọi người mà thôi. Khoan, gì thế kia? Trong tích tắc trước vụ va chạm, một bóng người xuất hiện. Có ai đó đang bay ra từ ngọn núi gần đấy với một ba lô phản lực trên lưng. Cơ thể của anh ta được bảo vệ bởi một bộ xương ngoài. Bộ đồ ấy giống áo giáp hiệp sĩ và nó mang đến sức mạnh không tưởng cho con người. Anh ta hạ cánh ở phía trước và ấn tay vào đầu tàu. Bộ xương ngoài hấp thụ tác động. Bánh xe rít lên như điên. Tiếp theo là tiếng còi hú ầm ĩ. Và khi chỉ còn cách chiếc xe buýt khoảng 1 mét, đoàn tàu đã dừng lại. Cửa xe buýt không hoạt động nên hành khách không thể ra ngoài. Người hùng biến thắt lưng thành một thanh gươm ánh sáng và tạo ra một cánh cửa mới trên thành xe. Kịch bản này nghe có vẻ hơi kỳ ảo, nhưng vô số những điều hay ho mà trước đây chỉ có trong truyện tranh và phim ảnh nay đã trở thành hiện thực rồi đấy. Bộ xương ngoài Sarcos Robotics giúp người điều khiển mạnh gấp 20 lần bình thường, giảm khả năng chấn thương và không hạn chế chuyển động. Mô hình này chỉ là một trong nhiều ví dụ. Ở tương lai gần, loại máy móc ấy sẽ xuất hiện trên đường phố và trở nên quen thuộc, tương tự như máy bay không người lái hoặc xe điện tự cân bằng. Khi sử dụng bộ đồ này, bạn có thể vừa cứu người vừa một mình vác tủ lạnh lên tầng trên. Nhưng bộ giáp sẽ chưa hoàn chỉnh nếu nó không thể bay. Richard Browning là nhà sáng lập Gravity Industry, một công ty phát triển ba lô phản lực. Anh cũng là cơ trưởng thử nghiệm. Thiết bị của anh bao gồm một động cơ phản lực lớn sau lưng và hai động cơ nhỏ ở hai bên tay. Bạn sẽ giống một nhân vật đến từ phim hành động khoa học viễn tường khi khoác lên mình thiết bị này. Nếu bạn nặng dưới 90kg thì chiếc ba lô ấy sẽ giúp bạn bay. Điểm khó là gì ư? Hiện tại, chi phí dành cho việc sản xuất lên tới 440.000 đô la. Lightsaber hay gươm ánh sáng đúng là thú vị. Một vài thế hệ các nhà khoa học, blogger và fan của Jedi đang cố gắng tạo ra loại vũ khí thương hiệu của loạt phim họ yêu quý. Thí sinh nặng ký trong việc tạo ra gươm ánh sáng là plasma năng lượng cao. Sức mạnh của từ trường giúp plasma giữ nguyên hình dạng trong không trung. Nhưng có một vấn đề. Để khiến thanh gươm hoạt động, bạn sẽ phải mang theo rất nhiều thiết bị. Và đừng quên rằng bức xạ cực tím cùng nhiệt sẽ phát ra từ plasma nóng nhé. Ngọn đuốc Burner Metal Vapor hiện đang là phương án thay thế tốt nhất đối với thanh gươm Jedi. Thiết bị này có thể cắt xuyên một cánh cửa kim loại chỉ trong vài giây, nhưng đấu kiếm bằng một ngọn đuốc sẽ không ổn đâu. Áo choàng tàng hình đã không còn là điều viển vông nữa rồi. Tập đoàn Hyperstealth Biotechnology của Canada đã phát triển một loại vải có thể làm bạn biến mất. Họ không sử dụng phép thuật để tạo ra nó, mà chỉ hoàn toàn là vật lý. Chiếc áo tàng hình này tạo ra ảo ảnh giúp bạn tránh khỏi những cặp mắt tò mò. Kể từ năm 1985, Hoverboard hay xe điện tự cân bằng đã nhận được rất nhiều sự chú ý trên toàn thế giới và các nhà phát minh đã và vẫn đang cố gắng chế tạo chiếc xe điện này trong hàng thập kỷ qua. Nhiều công ty đã phát triển những mẫu ván trượt bay riêng. Có những chiếc Hoverboard chạy bằng luồng nước, dầu hỏa cháy, điện hoặc cánh quạt quay.
Artifact Handle là phiên bản giống nguyên mẫu trong phim khoa học viễn tưởng nhất. Mô hình có thể di chuyển từ mọi phía, rẽ và phanh lại. Thiết bị này có thể làm được như vậy là do hai từ trường đẩy nhau. Vào năm 1947, các kỹ sư người Mỹ đã quan sát những chiếc xe hơi và cho rằng chúng thật tẻ nhạt. Hay chúng ta có thể làm cho nó bay lên nhỉ? Ý hay đấy. Và thế là họ đã sáng tạo ra Model 118 Conf Air Car. Đại khái thì họ gắn một chiếc máy bay có động cơ đẩy lên nóc của một chiếc ô tô chở khách. Hiện tại, các công ty trên thế giới vẫn đang đầu tư hàng triệu đô la vào những dự án ô tô bay. Tuy vậy, những chiếc ô tô mà họ tạo ra trông giống drone hay máy bay trực thăng hơn. Nhiều nhà nghiên cứu tin chắc rằng chúng ta sẽ không bao giờ chế tạo được ô tô bay. Phương tiện ấy quá đắt đỏ và nguy hiểm. Ai mà biết được? Vào thế kỷ thứ 19, người ta cũng nói rằng xe bốn bánh sẽ chẳng bao giờ thay thế được ngựa mà. Nhưng ngày nay, một chuyến đi thoải mái trên đường cao tốc chắc chắn là ăn đứt trò cưỡi ngựa trên thảo nguyên rồi. Trong khi các kỹ sư đang cố gắng làm cho ô tô bay được, thì đồng nghiệp của họ đã cải tiến để xe cộ không cần người lái nữa. Máy tính sẽ đảm nhiệm việc điều khiển. Nếu bạn cần đi siêu thị hay tới nhà hàng, xe tự lái của bạn sẽ chọn ra cung đường tốt nhất. Nó cũng biết cách đậu xe. Chiếc xe không giống như các phương tiện giao thông khác ở chỗ nó có cảm biến, máy quay phim và bộ xử lý máy tính mạnh mẽ. Nó có thể phát hiện đèn giao thông và biển báo đường bộ. Robot Taxi là một trong những dự án hứa hẹn nhất trong lĩnh vực này. Rất có thể trường dạy lái xe sẽ trở thành dĩ vãng trong 10 đến 20 năm tới. Người cổ đại đã ngồi bên đống lửa và ngước nhìn bầu trời đầy sao hàng ngàn năm trời. Nền văn minh của chúng ta đã trực tiếp khám phá vũ trụ, nhưng câu hỏi vẫn nhiều hơn câu trả lời. Đã có 600 phi hành gia bay vào vũ trụ trong vòng 60 năm qua. 7 người trong số đó là khách du lịch và họ đã ghé thăm trạm vũ trụ quốc tế. Để có được đặc quyền nhìn ngắm hành tinh của chúng ta từ độ cao 400 km, bạn sẽ phải chi trả 50 triệu đô la. SpaceX và ông chủ của nó, Elon Musk, sẵn lòng thiết lập một khu định cư trên sao Hỏa vào năm 2050. 1 triệu người sẽ ở lại thành phố đầu tiên trên sao Hỏa. Bạn không cần lên tàu vũ trụ để có cảm giác như đang ở một hành tinh khác đâu. 80% đại dương trên thế giới vẫn chưa được khám phá và lập bản đồ. Các nhà sản xuất tàu biển đang cung cấp một dịch vụ khám phá đáy biển cực kỳ tiện nghi và thoải mái. Để đạt được mục tiêu này, họ đã phát triển các mẫu du thuyền ngầm sẽ kết hợp sự thoải mái với tính an toàn. Tàu ngầm tư nhân Migaloo M5 có chiều ngang tương đương độ cao của tượng đài Washington và có thể ở dưới nước trong vòng 4 tuần. Chiếc tàu ngầm này có một nhà chứa máy bay cùng một chiếc trực thăng, mô tô nước và tàu lặn dạng bồn tắm mini. Tuy chưa có người mua nhưng vấn đề chỉ là thời gian. Hãy tưởng tượng rằng bạn là một thợ lặn dùng bình dưỡng khí để đi xuống đáy đại dương nào. Xung quanh tối như hũ nút, nhưng không sao, đã có đèn pin rồi. Bạn đang hít thở thứ chất lỏng ngập đến mắt của mình trong mũ bảo hộ. Khoan, gì cơ? Chúng ta không thể hít thở nước hay nước ngọt vì những chất này không có đủ oxy, chứ không phải vì chúng là chất lỏng. Trong tương lai, thợ lặn biển sẽ hít thở chất lỏng được làm giàu oxy. Điều này cũng sẽ cho phép lặn sâu. Công ty Second Sight Medical Products của Mỹ đã phát triển một con mắt nhân tạo có thể phục hồi thị lực cho người mù. Nó có tên là Argus 2. Thực chất, đây là một thiết bị cấy ghép võng mạc điện tử và là bước đầu tiên trong quá trình chế tạo mắt sinh học. Có lẽ trong tương lai, nó sẽ có thể phóng to và thu nhỏ các đối tượng, làm rõ nét hình ảnh hoặc bật đèn hồng ngoại. Kính thực tế tăng cường vẫn chưa đạt đến độ hoàn thiện về mặt kỹ thuật. Hầu hết những người theo trường phái vị lai đều tin rằng họ sẽ thay đổi thế giới của chúng ta giống như Internet vậy. Sao phải cần đến TV hoặc máy tính chứ? Kính sẽ hạ màn hình ảo với đủ loại kích cỡ và chiếu bộ phim truyền hình mà bạn yêu thích xuống trước mặt bạn khi bạn ra lệnh. Điều tương tự cũng áp dụng với đồ đạc, quần áo, bát đĩa. Tất cả sẽ được thay thế bằng đồ vật ảo. Kính thực tế tăng cường số hóa mọi vật dụng xung quanh bạn và làm cho nó giống theo ý bạn. Đương nhiên là bạn phải đeo kính mới thấy. Hôm nay bạn có quang cảnh Địa Trung Hải ngoài cửa sổ và ngày mai bạn là quảng trường thời đại. Ổ cứng và ổ đĩa quang lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ, nhưng công nghệ này không đáng tin cậy. Theo thời gian, đĩa sẽ hỏng dần. Các nhà khoa học gần như đã giải quyết được vấn đề này. Họ đã học cách ghi dữ liệu điện tử vào DNA của vi khuẩn sống. Các quá trình sinh học diễn ra bên trong mỗi tế bào sống. Các nhà khoa học đã dùng phương pháp hệ thống máy tính để lập trình chúng. Nanobot sẽ xuất hiện trong 10 năm tới. Trong phim và truyện tranh, các nhân vật phản diện thường liên quan đến công nghệ này. Ở thế giới thực, nanobot sẽ được sử dụng trong y học. Loại robot này sẽ không lớn hơn một phân tử. Qua việc phóng một dàn nanobot vào cơ thể người,
các bác sĩ sẽ có thể theo dõi sức khỏe và tình trạng thể chất của bệnh nhân. Và có lẽ điều tuyệt vời nhất về nanobot là ta có thể in 3D chúng. Trong phim, việc nhân bản khủng long có vẻ không phải là một ý tưởng hay, nhưng các nhà khoa học nói rằng chuyện ấy là không thể. Gen có thể được sử dụng trong nhân bản nếu không quá 1 triệu năm tuổi. Khủng long đã biến mất 65 triệu năm trước. Tuy nhiên, vẫn có những loài động vật khác, khả năng cao là voi ma mút cũng như tê giác lông mượt và thậm chí cả hổ răng kiếm sẽ xuất hiện trở lại trên trái đất trong 50 năm tới. Các nhà khoa học có kế hoạch cấy ghép chất liệu di truyền của các loài động vật đã tuyệt chủng vào DNA của những loài hiện có như voi, tê giác và hổ. Trong phim khoa học viễn tưởng, ta thường thấy phi thuyền và trạm vũ trụ bắn những chùm sáng nhiều màu sắc vào không gian để thu hút những con tàu khác. Các nhà khoa học của Úc đang cố gắng tạo ra một chùm sáng như vậy, chỉ là nó sẽ vô hình. Chùm sáng có khả năng thu và giữ các nguyên tử lơ lửng trong chân không. Dĩ nhiên là người ta vẫn chưa xây dựng bất cứ trạm vũ trụ khổng lồ nào, nhưng đây vẫn là một bước tiến lớn trong nghiên cứu vật lý. Các nhà khoa học đã tạo ra một phễu lượng tử cho phép nghiên cứu các nguyên tử và phân tử riêng lẻ đã tạo nên mọi thứ xung quanh chúng ta. Được rồi, hãy xem nhé. Nước sôi nhanh hơn khi bạn bỏ thêm muối vào. Đây là một lầm tưởng. Muối chẳng tạo nên sự khác biệt nào, và nếu có thì đôi khi nước lại lâu sôi hơn. Nhưng có lẽ điều đó sẽ làm mì ý của bạn ngon hơn. Chắc là vậy. Rơi bị mù, không đúng. Lầm tưởng này có lẽ xuất phát từ việc chúng là sinh vật sống về đêm và có khả năng nghe phi thường. Chúng đuổi theo con mồi chủ yếu lúc trời tối và dựa vào định vị tiếng vang. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng bị mù. Mắt rơi không vô dụng mà được điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện ánh sáng yếu. Cá voi xanh to đến mức lưỡi của nó có thể nặng bằng một con voi lớn. Chuẩn rồi, những người bạn này to đùng luôn. Bạn mất nhiều nhiệt hơn quan đầu, không đâu. Lý do khiến mọi người tin vào điều này là vì khi trời lạnh, đầu là bộ phận duy nhất mà chúng ta thường để hở. Nếu chỉ mặc một chiếc áo phông đi ra ngoài, chúng ta sẽ mất nhiệt qua cánh tay, chưa kể đến chân, hông và các bộ phận khác nữa. Vì vậy, hãy đội mũ vào cả nhà nhé. Sơ đồ lưỡi cho thấy chúng ta có các phần khác nhau cho các vị khác nhau. Không hẳn vậy, có các nụ vị giác riêng lẻ cảm nhận một số hương vị nhất định tốt hơn các vị khác, nhưng không có nghĩa là một vùng nào đó có thể cảm nhận vị ngọt rõ hơn vùng còn lại. Nghiên cứu cho thấy toàn bộ các vùng trong miệng đều có nụ vị giác, nhạy bén với mọi mùi vị. Này, hãy xem sơ đồ lưỡi cho cá voi xanh đi, có vẻ cô nàng thích sinh vật phù du đấy. Khủng long siêu to khổng lồ. Chà, không phải đâu. Các bộ phim cho thấy chúng là những con thằn lằn khổng lồ, có vảy nhưng không nhá. Trước hết, có nhiều loài khủng long nhỏ hơn và một số loài chỉ nhỏ bằng con gà Tây hoặc chim bồ câu. Hơn nữa, một số loài khủng long như T-Rex còn có lông vũ bao phủ, nhất là ở các giai đoạn đầu của cuộc đời. Oxy không có màu, đúng một phần. Ở dạng khí, nó không có màu, nhưng ở dạng rắn hoặc lòng, nó có sắc xanh da trời. Tắc kè hoa thay đổi màu sắc vì chúng muốn hòa vào môi trường xung quanh. Đây là một lầm tưởng. Làm thế thì chắc là mệt lắm. Trên thực tế, một số yếu tố khác như tâm trạng, nhiệt độ hoặc lượng ánh sáng mà chúng nhận được sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của chúng. Khi tắc kè hoa thả lỏng và giãn tế bào, các tinh thể bên trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. Loài động vật này dùng tinh thể để giao tiếp với nhau. Ví dụ như màu tối cho thấy chúng đang có tâm trạng không tốt lắm. Nói đúng hơn là đang rất hung hãn. Vậy nên chắc tôi lùi lại đây. Người Neanderthal không phải là tổ tiên của chúng ta. Mặc dù có một thời điểm nào đó, họ cũng sống chung với người hiện đại, nhưng chủ yếu là ở các khu vực khác nhau trên hành tinh. Do đó, họ không phải là một giai đoạn phát triển của con người, mà là một dòng giống khác. Họ cũng khá sáng tạo, dùng lửa, chế tạo công cụ, ăn thảo dược, làm sạch răng và làm nhiều điều khác tương tự như loài người chúng ta. Người Neanderthal tuyệt chủng có lẽ là do sự biến đổi khí hậu quá lớn. Gà Tây có thể đỏ mặt. Điều này thì đúng. Về mặt này, chúng cũng giống chúng ta. Khi tức giận, phấn khích hoặc thậm chí là buồn bã, da trên cổ và đầu của chúng sẽ chuyển sang màu đỏ, giống anh trai tôi vậy. Thực chất, lỗ đen không phải là một cái lỗ như tên gọi. Chúng là các vật thể siêu đặc với lực hấp dẫn cực kỳ mạnh. Hồng hạc là loài động vật rất ngầu. Đúng, chúng có thể gập chân tại đầu gối. Đây là một lầm tưởng. Thực chất, chúng gập ở mắt cá chân vì đầu gối nằm ở gần cơ thể hơn và được lớp lông vũ bao phủ. Táo ở siêu thị là táo tươi.
có thể đúng, nhưng cũng có thể không. Táo có thể được bảo quản với thời gian lên đến 1 năm, vì chúng thường được hái từ tháng 8 đến tháng 11. Sau đó, táo được phủ sáp và làm khô trong không khí nóng. Cuối cùng, chúng được gửi vào kho lạnh và sau 6 đến 12 tháng, ta sẽ thấy chúng trên các kệ ở siêu thị. Nước đóng chai có ngày hết hạn sao? Đúng vậy, nhưng như thế không có nghĩa rằng nước là thứ hết hạn sử dụng, mà vấn đề là ở cái chai. Nhựa bắt đầu bị hòa vào nước và một số hóa chất không mong muốn sẽ xuất hiện. Túi trà được phát minh ra một cách tình cờ. Đúng vậy. Vào đầu thế kỷ thứ 20, Thomas Sullivan đã đổ các mẫu lá trà vào những túi lụa nhỏ và gửi chúng đến các khách hàng của mình. Mục đích ban đầu là để mở túi ra và cho lá trà vào nước nóng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng nghĩ rằng họ phải cho luôn những túi đó vào ấm trà mà không cần phải mở túi ra. Túi trà đã trải qua một vài cải tiến, có thêm dây và nhãn mác giấy ở một đầu. Và thế là phát minh mới ngoài kế hoạch đã sẵn sàng. Sét sẽ không bao giờ đánh hai lần vào cùng một chỗ. Không đúng. Tòa nhà Empire State đã từng bị đánh 8 lần chỉ trong 24 phút. Có một cơn bão khủng khiếp và nói chung là chẳng có gì đảm bảo Sét sẽ tránh cái nơi mà nó vừa giáng xuống cả. Nếu ngay từ đầu, một nơi bị sét đánh có các đặc điểm thu hút sét như địa hình gập ghềnh, chỗ nước đọng hay độ cao lớn thì có thể nó sẽ thu hút sét thêm một lần nữa. Bạn có nhiều DNA trong cơ thể đến mức bạn có thể kéo nó từ mặt trời đến sao Diêm Vương và quay trở lại. Đúng, và không chỉ một mà là 17 lần. Tất nhiên sau đó trông bạn sẽ không còn như cũ đâu. Cá sấu là một trong những loài cổ nhất trên thế giới. Chuẩn rồi, chúng đã tồn tại khoảng 200 triệu năm, giống như những người hàng xóm của tôi ở dưới phố vậy. John Opossum ngủ khi treo người bằng đuôi. Bạn có thể thấy điều đó trong phim hoạt hình và các bức ảnh, nhưng nhìn chung, chúng không làm vậy. Vì cái đuôi cực khỏe nên chúng có thể đu chặt cành cây và giữ cơ thể của mình. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Con trưởng thành sẽ quá nặng để giữ tư thế đó quá lâu nên chúng sẽ không được nghỉ ngơi nhiều. Cá vàng có trí nhớ dài 3 giây. Không đâu. Những con cá sặc sỡ đó thực sự rất thông minh đấy. Một nghiên cứu cho thấy cá vàng có thể phân biệt được hai bài hát cổ điển. Đúng là chúng học không nhanh, nhưng sau hơn 100 buổi học, chúng sẽ làm được. Mà điều này sẽ không xảy ra nếu trí nhớ của chúng thực sự chỉ kéo dài 3 giây. Một giống kỳ rông. Bạn có thể tự đọc cái tên nhé. Tiếp tục nào. Chúng có thể kéo dài lưỡi bằng một nửa chiều dài của cơ thể chỉ trong 70 giây. Đúng. Chừng đó là nhanh hơn một cái chớp mắt tới 50 lần. Phải nhanh lên mới chụp được cái sơ đồ lưỡi kia. Con người có thể làm nhiều việc một lúc. Không đúng. Kiểm tra email, nói chuyện điện thoại, nấu ăn, có vẻ như làm nhiều việc cùng một lúc sẽ tiết kiệm thời gian. Nhưng nghiên cứu cho thấy đa nhiệm không hề khả thi. Não của chúng ta chỉ cho phép làm từng việc riêng lẻ, nên khi nghĩ rằng mình đang làm nhiều việc thì thực chất ta chỉ đang chuyển đổi các công việc. Điều này làm tốn thời gian hơn chứ không tiết kiệm thời gian, đồng thời làm giảm khoảng chú ý của chúng ta. Trái đất không phải là hành tinh duy nhất có nước. NASA đã phát hiện ra sao Mộc có một đại dương chứa lượng nước nhiều gấp đôi nước trên hành tinh của chúng ta. Nó nằm ngay dưới một lớp băng. Ngay cả sao Hỏa cũng có nước lỏng đang chảy. Nghĩa là trái đất tròn, có thật không? Về mặt lý thuyết, nó có các cực phẳng cùng với phần phình ra ở đường xích đạo. Như vậy, nó có hình dạng ellipsoid lạ thường. Thây ma không phải chuyện bịa đặt đâu. Đúng. Ok, con người không thể biến thành thây ma như chúng ta thấy trong phim. Nhưng vương quốc động vật cũng có thây ma. Ví dụ như có một loại nấm kiểm soát kiến lây lan các chất hóa học cụ thể trong não của chúng. Điều này khiến con kiến bỏ gia đình để đi tìm một nơi mà loài nấm này muốn sinh sống. Thác nước lớn nhất thế giới nằm ở dưới đại dương. Ồ, rất đúng. Nó tọa lạc ở vùng biển Bắc. Nước biển lạnh đặc hơn thác nước ấm. Cái thác này dài gần 3,2 km. Con ong bắp cày nhỏ nhất thế giới, không lớn hơn một sinh vật dạng amip. Đúng. Dù vẫn có các bộ phận cơ thể như mắt, cánh, não, chân, vân vân, giống như những loài côn trùng khác, nhưng con ong bắp cày này chỉ dài 0,02 mm. Trong hầu hết các trường hợp, điều này khiến nó còn nhỏ hơn cả sinh vật đơn bào được biết đến với cái tên amip. Tuyết chỉ có màu trắng. Không đúng. Và tôi không nói về tuyết gần van cứu hỏa đâu nhé. Ví dụ, có một số ngọn núi sở hữu tuyết màu hồng như Sierra Nevada ở California chẳng hạn.
màu sắc của tuyết là do một loại tảo nhất định sống ở đó tạo ra. Bắc Cực Quang có một cô em gái. Đúng, nó có tên là Nam Cực Quang và bạn có thể nhìn thấy nó ở Nam Bán Cầu. Thời điểm tốt nhất để ngắm cực quang là vào mùa đông. Hơn 99% của nguyên tử là không gian trống. Đúng, nếu chúng ta tập hợp tất cả mọi người trên thế giới lại với nhau và loại bỏ toàn bộ không gian trống giữa các nguyên tử, thì dân số trái đất sẽ được đựng vừa trong một quả cam bình thường. Sao chúng ta không thử cho đó nhỉ? Rồi cuối cùng tôi cũng được ngồi trên xe buýt. Cá heo giao tiếp và gọi nhau bằng tên. Đúng, chúng sử dụng tiếng huýt sáo cụ thể để nhận dạng nhau. Tạm biệt và cảm ơn mọi loài cá nhé. Nước xả bồn cầu sẽ xoáy theo các hướng khác nhau khi ở các bán cầu khác nhau. Không đâu, hướng xoáy vẫn giống nhau dù toilet ở Úc hay Pháp đi chăng nữa. Thật đấy, ốc sên có thể ngủ một giấc khá dài. Đúng, một số loài ốc sên có thể ngủ trong khoảng 3 năm liên tiếp. Cá mập có thể ngửi thấy một giọt máu nhỏ xíu dù cách xa hàng cây số. Không hề, chắc chắn vùng não phụ trách việc ngửi mùi của chúng rất phát triển. Nhưng đại dương vô cùng rộng lớn, cùng với việc mất khá lâu để phân tử mùi phát tán trong chất lỏng, vào một ngày đẹp trời với các dòng nước yêu thích, cá mập có thể ngửi thấy con mồi từ khoảng cách vài sân bóng đá, nhưng không tới vài km đâu. Cuối cùng, chim cánh cụt cầu hôn người yêu của chúng. Đúng, chúng chung thủy một vợ một chồng và sau khi chọn bạn đời, con đực sẽ đưa cho con cái một viên sỏi để thể hiện tình yêu của mình. À... Này, tiếng gì thế nhỉ? Bạn đã ngủ được bao lâu rồi? Bạn cố gắng cử động cổ, hơi bị cứng đấy nhỉ? Bạn đã chợp mắt một giấc khá ngon lành, nhưng lại trong tư thế không thoải mái, tại một rạp chiếu phim. À, bạn nhớ ra rồi, bộ phim ấy chán như con dán, còn bạn thì mệt nhoài sau một ngày dài làm việc, nên không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Bạn nhìn xung quanh, mọi người đều đã ra về, bạn chỉ còn một mình, rạp phim rất sạch sẽ, không có bỗng ngô hay nước ngọt trên sàn. Lạ thế nhỉ? Phần danh đề đang lăn trên màn hình nên đã đến lúc phải ra về. Hình như hơi muộn rồi và bạn không muốn bị lỡ chuyến xe buýt của mình. Bạn đứng dậy, vươn vai và chậm rãi đi tới cửa. Bạn bước ra sảnh, không có ai ở đó. Bạn bối rối. Bình thường nếu bạn ở lại rạp chiếu phim quá muộn, sẽ có người dẫn bạn ra ngoài và nhắc nhở rằng họ sắp đóng cửa. Và rạp chiếu phim thì lúc nào cũng có rác vì mọi người cứ suốt ngày đi lại khắp nơi, ăn uống và làm rơi bỗng ngô xuống sàn. Nhưng hiện tại, không gian quanh bạn thật sạch sẽ và yên bình, như thể rạp chiếu phim chẳng hề mở cửa. Bạn kiểm tra các phòng vệ sinh, không có ai ở đó. Đèn tuy mờ nhưng bạn vẫn nhìn thấy mình đang đi đâu. Nhưng mà... mọi thứ thật rùng rợn, chẳng có bóng người nào xung quanh. Xin chào! Bạn thử gọi Phong Long vài lần nhưng chẳng ai trả lời. Bạn đi theo biển lối ra và đến được chỗ của một cánh cửa đã đóng. Tạm đóng cửa để sửa chữa. Hả? Tạm là bao lâu? Bạn bắt đầu hoảng sợ và rồi đột nhiên nổi giận. Làm sao nhân viên lại quên đánh thức bạn được cơ chứ? Bạn bắt đầu la hét và cố gắng mở cửa. Nhưng chẳng ích gì. Bạn kiểm tra điện thoại. Phải rồi, nó tắt ngúm rồi. Bạn đã quên sạc máy. Sau đó, bạn bỗng nghe thấy tiếng ồn phát ra từ một phòng chiếu. Bạn bắt đầu rung mình. Phải chăng cũng có ai khác bị mắc kẹt ở đây? Bạn từ từ tiến về phía phòng chiếu và thận trọng mở cửa. Nhưng đó chỉ là đoạn mở đầu của một bộ phim khác. Phòng chiếu này cũng vắng tanh. Bạn cố làm bản thân sao nhãng bằng cách đi lấy bỗng ngô, kẹo, nước ngọt và cả một ít đá. Cuối cùng thì bạn cũng đến rạp đúng giờ để chọn cho mình chỗ ngồi tốt nhất. Ôi trời, đúng là đỉnh cao. Bạn vẫn đang ngồi cười sặc sụa vì mấy câu đùa thì tự dưng một bộ phim khác lại bắt đầu. Tuyệt, xem phim này luôn nhỉ. Kiểu gì nhân viên cũng sẽ đến đây vào buổi sáng thôi. Bạn bè của bạn sẽ rất ghen tị khi biết rằng bạn đã ở rạp chiếu phim cả đêm mà không mất đồng nào cho xem. Sau hai bộ phim tiếp theo, bạn nhận ra rằng mình chẳng còn biết bây giờ là mấy giờ nữa. Nhưng bạn cảm thấy rất mệt. Ngày mai sẽ là một ngày mới, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Vẫn chẳng có tin mới và chẳng ai đến. Bụng bạn càng lúc càng cồn cào hơn nên bạn đã đi lấy thêm snack. Đến lúc xem nhiều phim hơn nữa rồi, đây chính là cuộc đua marathon mà bạn luôn muốn tham gia. Bạn vào phòng chiếu đầu tiên, nó đang phát một bộ phim hay. Bạn nhận ra mỗi phòng sẽ chiếu một thể loại phim riêng. Và khi một bộ phim kết thúc, phim mới sẽ bắt đầu ngay lập tức. Đến một lúc, màn hình sẽ chuyển thành màu trắng. Đó là dấu hiệu cho biết rằng đã đến giờ đi ngủ. Ngày tháng trôi qua, sáng nào bạn cũng chờ nhân viên tới và xem phim mới mỗi ngày.
cũng có một số bộ phim cũ ở các ngôn ngữ khác nhau và từ các quốc gia khác nhau. Ngày nào bạn cũng làm ngần ấy việc, bạn thức dậy và ăn sáng, bạn tìm thấy rất nhiều sandwich trong tủ lạnh. Sau khi xem một vài bộ phim, bạn đi dạo vòng quanh và khám phá nơi này, sau đó ăn trưa, xem phim tiếp, ăn tối và thế là đến giờ đi ngủ. Bạn cảm thấy hoàn toàn bị mê hoặc bởi những bộ phim mà mình xem. Một số phim khiến bạn cười đến mức sau đó không ngủ nổi vì bạn cứ mãi nghĩ về cốt truyện của chúng. Có phim lại khiến nước mắt bạn tuôn rơi, một số phim khiến bạn phải suy ngẫm. Và có những bộ phim khiến bạn sợ hãi đến nỗi thay vì chìm vào giấc ngủ thì bạn lại thức dậy kiểm tra mọi tiếng động đáng ngờ mà mình nghe thấy sau mỗi 5 phút. Cuộc sống của bạn không hề thay đổi, chả ai đến rạp chiếu, ngày nào cũng như ngày nào. Ban đầu bạn vẫn cố đếm xem mình đã kẹt ở rạp chiếu phim này bao nhiêu ngày, nhưng sau đó bạn quên luôn thời gian. Mắt bạn đỏ au vì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình trong nhiều giờ liên tục. Đôi khi bạn cảm thấy kinh hãi khi thấy dung nhan của mình trong gương ở nhà vệ sinh. Da bạn nhợt nhạt quá, bạn đã tăng vài cân và bạn bị gù vì suốt ngày ngồi và nằm ngủ trong tư thế không thoải mái. Thi thoảng, bạn cũng cố gắng tập thể dục và tạo một số thói quen lành mạnh cho cuộc sống của mình. Nhưng phần lớn thời gian, bạn cảm thấy như thể mình là nhân vật chính trong một bộ phim kỳ quái nào đó. Ở đây, bạn không thể phân biệt thật giả. Bạn cứ nhìn thấy một thứ gì đó từ khóe mắt, nhưng khi quay lại thì chẳng còn gì nữa. Bạn quyết định không xem phim kinh dị nữa. Nhưng rồi bạn lại thấy mình đang ngồi chờ bộ phim tiếp theo bắt đầu. Và chẳng mấy chốc bộ phim đã cuốn bạn đi. Bạn không thể ngừng xem dù biết rằng ban đêm mình sẽ không ngủ nổi. Càng ngày bạn càng thấy cô đơn. Các nhân vật trong phim trở thành những người bạn duy nhất của bạn. Bạn liên tục nói chuyện với họ trong đầu hoặc thậm chí còn nói thành tiếng. Sự im lặng sau khi bạn dừng lại thật kinh khủng. Và vào những khoảnh khắc như vậy, những góc tối của rạp chiếu phim dường như còn đáng sợ hơn. Bạn đau dạ dày. Bạn chán ngấy đồ ăn vặt, kẹo, sandwich và bỏng ngô. Thật không thể tin nổi, nhưng thứ duy nhất bạn thèm là một bát súp ấm. Bạn không thích phim nữa, không có gì vui, buồn hay đáng sợ. Bạn thường xem một bộ phim dù chẳng ai biết nó đang nói về điều gì. Cảm giác như thể bạn đang mắc kẹt trên một hòn đảo hoang, nhưng còn tệ hơn thế. Ở đó, ít nhất bạn sẽ có bãi biển, hoàng hôn, cây cọ và cả cơ hội rời khỏi đảo sau một thời gian. Bạn nhớ không khí trong lành, ánh sáng mặt trời, cảm giác mưa trên làn da. Bạn đóng cửa của các phòng chiếu trong rạp lại và đứng cạnh phòng bán vé. Bạn ngán đến tận ốc những đoạn phim mở đầu, nhạc phim và cả diễn viên yêu thích của mình rồi. Bạn không muốn bất cứ thứ gì liên quan tới phim nữa. Bạn bắt đầu khám phá nơi này, chú ý đến các chi tiết hơn cả trước đây. Bạn đi vào từng phòng chiếu một và cố gắng tìm cách để thoát ra. Bạn mất dần hy vọng, nhưng rồi bạn nhớ ra điều gì đó từ một bộ phim mà bạn đã xem vài ngày trước và chạy vào phòng vệ sinh. Có lộ thông gió, bây giờ hoặc không bao giờ nữa, nó khá cao, hai cái thùng rác. Tuyệt, có lẽ bây giờ bạn sẽ vỡ lên được. Cấu trúc dưới chân bạn không ngừng lắc lư, nhưng cuối cùng bạn cũng chui được vào cái lỗ trước khi tháp thùng rác đổ sập xuống. Bạn phải bò qua toàn bộ mê cung đó trước khi ra được bên ngoài. Tuyệt vời, một đêm ấm áp, thoải mái. Bạn cảm giác như thể đây là lần đầu tiên mình hít thở sâu sau hơn một năm trời. Rạp chiếu phim không nằm ở trung tâm thành phố nên bạn phải đi bộ về nhà. Về đến nơi, bạn cùng phòng của bạn gần như không thể tin vào mắt mình. Cậu mới về từ Aruba à? Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên. Bạn chẳng hiểu cậu ấy đang nói gì, anh chàng ấy nói tiếp. Vì quá thất vọng với công việc và không biết phải làm gì nên cậu bảo với mọi người là cần gì đó mới mẻ. Chắc cậu sẽ ở lại Aruba hay đâu đó trong vài tháng. Thế nên chúng tớ đều nghĩ là cậu muốn biến mất một thời gian và rồi sẽ lại liên lạc với mọi người. Điện thoại của cậu đã tắt nguồn cả một năm và cậu cũng chẳng trả lời gì trên mạng xã hội. Không, Aruba gì cơ chứ. Rạp chiếu phim, đủ thể loại phim từ khắp nơi trên thế giới. Một đống bỏng ngô, sửa chữa, không ai tới. Bạn cố kể lại câu chuyện đó cho cậu bạn cùng phòng của mình. Bạn lắp bắp kể các phần rời rạc của câu chuyện, nhưng cậu ấy đang nhìn bạn và bối rối. Bạn quyết định dẫn cậu ấy tới xem nơi đó, nhưng khi hai người đến nơi thì cậu bạn ấy chẳng muốn lại gần rạp phim. Nơi này đã đóng cửa nhiều năm rồi mà, tớ chưa bao giờ thấy nó mở cửa cả. Người ta có kể chuyện về người chủ của nơi này, anh ta là một người hâm mộ điện ảnh thứ thiệt và muốn sưu tầm đủ các bộ phim trên khắp thế giới. Anh ấy định sửa sang cái rạp chiếu phim này, thế nhưng đột nhiên anh ta biến mất, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Rạp chiếu đóng cửa và được sửa chữa kể từ đó. Mọi người vẫn nghe thấy tiếng ồn phát ra từ tòa nhà đó, nhưng chẳng ai muốn đến gần để tìm hiểu.
sao bạn lại ở trong cái nơi quái quỷ này chứ? Đột nhiên, bạn thấy có người đứng gần rạp chiếu phim. Họ bắt đầu đi về phía bạn. Bạn cố chạy đi, nhưng không thể cử động. Có chuyện gì vậy? Bạn sực tỉnh trên ghế của mình. Tất cả chỉ là mơ sao? Phần danh đề đang trôi trên màn hình cho thấy bộ phim bạn xem đã kết thúc. Phòng chiếu vắng tanh và bạn nhanh chóng rời khỏi đó. Chẳng có ai ở đây. Ôi không, lại nữa sao? Xin chào. Bạn hoảng loạn hét lên, thật tỉnh mịch và rồi. Vâng. Bạn đang ngồi trong ô tô tại bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm trên vũ trụ. Bạn vừa mua một món quà sinh nhật cho em gái mình và phải dành thời gian để mang nó đến bữa tiệc. Hôm nay, trung tâm mua sắm rất đông người, vì vậy thật khó để rời khỏi bãi đậu xe. Nhưng cuối cùng, bạn cũng ra đến cổng. Bạn nhấn cái nút bên cạnh vô lăng để kích hoạt đệm trọng lực. Nó cho phép chiếc xe bay lơ lửng cách mặt đất khoảng chục cm. Các bánh xe đang trượt vào trong thân xe và một tua bin khổng lồ nhô ra khỏi cốp xe. Mặt kính phía trước biến thành một bảng điều khiển cảm ứng với nhiều nút bấm và màn hình. Cánh cổng mở ra, tua bin phụt lửa và xe của bạn bay ra khỏi bãi đậu xe để đi vào không gian. Hàng nghìn chiếc ô tô bay đang phóng qua bạn trên con đường cao tốc vô hình trong không gian. Bạn rời khỏi trung tâm mua sắm, nơi trông giống một trạm vũ trụ khổng lồ được bao quanh bởi hình ảnh ba chiều của những biển quảng cáo. Trước khi đến trái đất, bạn phải đến sao Hỏa. Bạn muốn sửa chữa động cơ ô tô ở đây, thiết bị điều hướng lên lộ trình để đi tới hành tinh đỏ và bạn bắt đầu lái. Bạn đang cách quỹ đạo của trái đất rất xa nên có thể đến sao Hỏa sau vài giờ. Bạn kích hoạt chế độ lái tự động và chợp mắt một chút. Bây giờ là năm 2048, dân số thế giới đã vượt quá 20 tỷ người, trái đất còn quá ít không gian, con người vẫn chưa sẵn sàng để đi định cư tại các hành tinh khác. Vì vậy, giới khoa học và kỹ sư từ tất cả các quốc gia bắt đầu xây dựng những trạm vũ trụ khổng lồ. Việc này giảm tải cho trái đất đến hơn 50%. Các trạm vũ trụ trông giống những chiếc nhẫn khổng lồ. Chúng bắt chước bầu khí quyển của trái đất với lực hấp dẫn nhân tạo và thảm thực vật. Mọi người chuyển đến sống tại các trạm nhưng thường quay lại trái đất. Tên lửa bay giữa hành tinh và quỹ đạo, nhưng việc đi lại như vậy rất tốn kém và bất tiện. Các nhà sản xuất ô tô đang nỗ lực để tạo ra những chiếc ô tô bay siêu phản ứng. Vài năm sau, con người từ từ định cư trên mặt trăng và sao Hỏa. Giờ đây, việc đi đến hành tinh đỏ cũng dễ như tới các thành phố lân cận vậy. Ô tô bay theo những tuyến đường nhất định, tương tự như đường hàng không dành cho máy bay. Kỹ sư tạo ra những cao tốc kỹ thuật số đặc biệt, chỉ có thể được nhìn thấy qua kính chắn gió. Tất nhiên, bạn có thể bay khắp vũ trụ nếu thích, nhưng nếu muốn bay đến trung tâm thương mại hoặc mặt trăng, bạn phải đi theo lộ trình kỹ thuật số đã được thiết lập sẵn. Bạn thức dậy và đã tới sao Hỏa. Mọi người hầu như không sống ở đây vì bầu không khí không thuận lợi và điều kiện thời tiết khó khăn. Nhưng sao Hỏa lại có trung tâm sửa chữa xe hơi lớn nhất và công viên giải trí tuyệt nhất hệ mặt trời. Để đến được đó, mọi người phải chịu kẹt xe hàng giờ đồng hồ. Bảng điều khiển cho thấy tuốc pin của xe bạn gặp một số vấn đề. Bạn mặc bộ đồ không gian, lấy một cái tuốc nơ vít laser rồi ra khỏi xe. Khi đã ở trong vùng không trọng lực, bạn bay lên chỗ tua bin và khắc phục sự cố bằng thuốc nơ vít. Có hàng ngàn chiếc xe xung quanh bạn. Mọi người đang ngáp, nghe nhạc và xem phim bên trong. Bạn lên xe và từ từ đi tiếp. Động cơ hoặc tua bin thường bị hỏng ở giữa đường cao tốc vũ trụ. Khi sự cố này xảy ra, xe của bạn sẽ kích hoạt chế độ khẩn cấp. Bàn điều khiển tự động gửi tín hiệu đến đội sửa chữa gần nhất. Bạn chỉ cần lơ lửng trong không gian và chờ cho đến khi thợ cơ khí đến mà thôi. Họ sẽ kéo xe đến chỗ gara sửa chữa gần nhất. Xe bạn có đủ oxy cho vài ngày, và nếu hết, bạn có thể yêu cầu trợ giúp trên Internet. Những người tốt bụng bay ngang qua sẽ dừng lại và chia sẻ nguồn oxy với bạn. Cuối cùng, bạn cũng đến được trạm sửa chữa ô tô. Thợ cơ khí lắp đặt một động cơ siêu phản lực mới toanh cho chiếc xế hộp của bạn và sửa chữa tua bin. Không còn nhiều thời gian nữa trong khi bạn đã hứa với cô em gái rằng mình sẽ không đến muộn. Bạn lên xe và rời khỏi quỹ đạo sao Hỏa với tốc độ tối đa. Động cơ mới chạy êm ru và xe không hề rung lắc. Bạn tăng tốc và bay dọc theo một xa lộ kỹ thuật số gần như vắng tanh. Trên đường đi, bạn gặp rất nhiều vệ tinh nhỏ chiếu quảng cáo ba chiều. May mắn là bạn có trình chặn quảng cáo. Bạn bật nó lên và không còn thấy các banner không gian trước kính chắn gió nữa. Cuối cùng, bạn nhìn thấy một chấm nhỏ màu xanh, chính là trái đất. Lúc này bạn mới nhớ ra là mình cần cho chó ăn. Bạn rời khỏi lộ trình và bay đến mặt trăng. Ở đó là một ngôi nhà nhỏ có mức giá phải chăng mà bạn đã mua vào năm ngoái. Con người vẫn chưa thể thay đổi bầu khí quyển của tất cả các hành tinh, nhưng bạn có thể xây một mái vòm nhỏ và lấp đầy nó bằng oxy. Bên trong mái vòm, bạn có một ngôi nhà, một bể bơi và cả một vườn rau nhỏ.
Trước đây mọi người về nông thôn để tạm lánh xa chốn thành thị nhộn nhịp, bây giờ họ chỉ cần mua nhà trên mặt trăng mà thôi. Bạn bay xuyên qua mái vòm rồi hạ cánh trên cái bề mặt màu trắng và cho thức ăn vào bát của chú cún. Người ta đang cải tạo căn hộ nằm tại vành đai vũ trụ của bạn, vì vậy bạn sẽ sống trên mặt trăng cùng với chú chó của mình một thời gian. Bạn có thể thấy những chiếc xe khác bay vào các mái vòm lân cận. Một số chiếc là siêu xe hạng sang với đệm trọng lực lớn và động cơ phản ứng cực mạnh. Chúng có thể bay nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh và có trí thông minh nhân tạo để nói chuyện với người lái. Có cả những chiếc xe không gian cũ kỹ hoen gì nữa. Đôi khi người ta gắn động cơ phản lực vào ô tô thông thường và phủ lên thân xe một hỗn hợp gồm đồng, sắt và bạc để di chuyển trên quãng đường dài trong môi trường chân không lạnh giá. Bạn cũng thấy rất nhiều taxi ở ngoài không gian. Đôi khi lên mặt trăng còn rẻ hơn là đến đầu bên kia của một thành phố nào đó trên trái đất. Nguyên nhân là do tình trạng tắc đường trên hành tinh xanh. Ngoài ra còn có rất nhiều xe buýt bay trong không gian. Mỗi ngày có một số chuyến bay khởi hành theo lộ trình trái đất, mặt trăng, sao hỏa. Con người đang liên tục xây dựng cơ sở vật chất trên sao hỏa. Trung tâm sửa chữa xe hơi và công viên giải trí rộng lớn đã được hoàn thành. Bây giờ họ đang xây một trung tâm khoa học để nghiên cứu các bước nhảy liên sao. Tất nhiên, các kỹ sư cần vật liệu xây dựng cho những dự án như vậy. Vài tuần một lần, các chuyến tàu dài sẽ bay từ trái đất đến sao hỏa trên một tuyến không gian tách biệt. Ban đầu, các chuyến tàu này chở người, nhưng dịch vụ này lại không mang đến lợi nhuận. Sẽ rẻ và nhanh hơn nhiều nếu đến sao hỏa bằng ô tô riêng hoặc xe buýt. Cuối cùng, bạn cũng rời mặt trăng và tiếp cận trái đất. Bảng điều khiển báo hiệu bạn đã hết nhiên liệu, vì vậy bạn quyết định dừng lại ở một trạm xăng. Trạm xăng có mặt ở khắp mọi nơi và hoàn toàn tự động vì được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo. Bạn đang bay đến một trạm như vậy. Với bơm nhiên liệu được kết nối tự động với bình xăng của bạn, động cơ siêu phản ứng tiêu thụ nhiên liệu tên lửa cải tiến chứ không phải xăng. Bạn chuyển tiền cho trạm thông qua bảng điều khiển cảm ứng rồi bay đi. Có hàng trăm đường cao tốc không gian kỹ thuật số dẫn đến trái đất và đường nào cũng chật kín ô tô. Lại tắc đường rồi. Có các trạm kiểm soát an ninh tại các tầng thượng quyền. Hải quan sẽ kiểm tra giấy tờ và cốp xe. Bạn quan sát những chiếc xe chở rác khi đang chôn chân vì ùn tắc. Có rất nhiều mảnh vỡ không gian đang bay xung quanh. Những cái xe tải bay chậm chậm được trí tuệ nhân tạo điều khiển sẽ thu gom rác từ các thùng rác khổng lồ. Sau đó chúng bay khỏi quỹ đạo trái đất và tháo dỡ các thùng chứa rác. Những thùng này có gắn tua bin nhỏ cho phép chúng bay khỏi hệ mặt trời của chúng ta. Sau đó chúng nóng lên và đốt toàn bộ số rác bên trong. Cuối cùng bạn cũng qua được tất cả các trạm kiểm soát và bay vào tầng bình lưu. Hành tinh của chúng ta trông giống một thế giới cyberpunk rộng lớn nhưng sáng sủa và đẹp đẽ hơn. Những chiếc xe khổng lồ làm tan mây để cải thiện tầm nhìn. Các tàu bay của lính cứu hỏa đang di chuyển đến một trạm nhiên liệu đang xảy ra hỏa hoạn. Bạn lướt qua hàng trăm trạm nhiên liệu, khách sạn, rạp chiếu phim và trung tâm mua sắm trên bầu trời trước khi đáp xuống mặt đất. Bạn đang đến gần một tòa nhà đậu xe. Đây là một tòa nhà chọc trời cao 80 tầng với rất nhiều ô tô. Mọi người rời khỏi xe và sử dụng thang máy để đi xuống. May mắn thay, bạn có thể đỗ xe tại một vị trí gần nhà em gái bạn. Bạn tiếp đất rồi đặt tay lên ghế phụ để lấy món quà. Và ôi không, hình như bạn đã để quên món quà trên mặt trăng rồi. Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu xem mình là nền tảng mạng xã hội nào chưa? Bắt đầu thôi! Điều gì khiến bạn hạnh phúc nhất? A. Đi du lịch hoặc mua sắm. B. Giúp đỡ người khác. C. Học những điều mới. D. Dành thời gian với gia đình. Câu A sẽ mang tới cho bạn 30 điểm, B là 20 điểm, C là 10 điểm và câu D sẽ được 40 điểm. Bạn có thể không dùng điện thoại trong vòng bao lâu? A. 10 giây, B. Cả năm trời tôi đâu có ghiền điện thoại. C. Bao lâu cũng được, chỉ cần không có thông báo hiện lên. D. Tôi kiểm tra điện thoại mỗi một tiếng và tôi cảm thấy ổn. Nếu bạn chọn A, hãy thêm 40 vào điểm của bạn. Nếu là B, thì bạn có 10 điểm. C mang đến cho bạn 30, còn D là 20. Bạn có nhiều bạn bè không? A, cũng không. Tôi tập trung vào thành công và sự phát triển của bản thân hơn. B, một hoặc hai người từ thời trung học. Chúng tôi vẫn rất thân. C, rất nhiều. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên lắm. D. Tôi từng có nhiều bạn bè, nhưng chúng tôi không gặp nhau thường xuyên.
sẽ mang đến cho bạn 20 điểm, B đáng giá 30 điểm, C là 40 điểm, D mang đến cho bạn 10 điểm. Bạn nhận được món tiền thưởng cực lớn, bạn sẽ dùng nó làm gì? A. Mua cái túi hay chiếc đồng hồ hàng hiệu mà tôi đang nhắm tới cả mấy tháng nay. B. Tôi sẽ đi du lịch cùng gia đình. C. Tôi sẽ đầu tư tiền để sinh lời. D. Tôi sẽ làm từ thiện. Nếu bạn chọn câu A thì bạn sẽ nhận được 10 điểm. Bạn chọn câu B ư? Nó xứng đáng 40 điểm. C mang tới 20 điểm. D là 30 điểm. Bạn có theo dõi tin tức về đời tư của người nổi tiếng không? A. Không, tôi không quan tâm lắm. B. Chỉ khi tin tức đó nghe thú vị mà thôi. C. Đương nhiên, tôi muốn biết mọi chuyện phiếu mới nhất. D. Tôi thích một vài người nổi tiếng và có theo dõi họ trên mạng. A sẽ mang đến 10 điểm cho bạn. B đáng giá 20. C là đáp án mang đến 30 điểm, còn D là 40. Mục đích của mạng xã hội là gì? A. Biểu đạt bản thân, tạo ra nội dung hay ho và để có thêm người theo dõi. B. Để được truyền động lực, học hỏi và phát triển. C. Để biết được mọi người đang làm gì. D. Để nói về những vấn đề quan trọng. Nếu chọn A thì bạn nhận được 20 điểm. B đáng giá 30 điểm. Nếu bạn chọn C thì hãy thêm 40 vào tổng điểm. D đáng giá 10 điểm. Nếu là nhân vật phim thì bạn sẽ là A. Một nàng công chúa chờ được giải cứu khỏi tòa tháp cao. B. Siêu nhân giải cứu thế giới. C. Một ác nhân, người sẽ hù dọa cả thế giới nhưng cuối cùng lại trở nên tốt đẹp. D. Một chú thỏ cute có đôi mắt to tròn. A mang tới cho bạn 20 điểm, B đáng giá 10 điểm, C là lựa chọn 30 điểm, D mang cho bạn 40 điểm. Bạn sẽ làm gì đầu tiên vào buổi sáng? A. Đương nhiên là lướt mạng xã hội. B. Uống một ly nước và tập thể dục. C. Gửi tin nhắn chào buổi sáng cho các nhóm chat. D. Đi dạo. A mang tới cho bạn 40 điểm, B đáng giá 10 điểm, C là 20 điểm, D mang cho bạn 30 điểm. Bạn tin tưởng người ta dễ dàng đến mức nào? A. Khá dễ dàng, họ chưa làm tôi thất vọng bao giờ. B. Tôi cần ít nhất 1 năm để thực sự tin tưởng ai đó. C. Tôi không tin tưởng ai cả. D. Nếu người thân quen nói rằng tôi có thể tin tưởng ai đó, thì tôi sẽ tin họ. A mang tới cho bạn 40 điểm, B là 20 điểm, C đáng giá 10 điểm, D mang cho bạn 30 điểm. Bạn có trả lời tin nhắn và bình luận của người lạ không? A. Tôi có các tài khoản riêng tư, chỉ bạn bè mới có thể nhắn tin hoặc bình luận. B. Không, tôi sẽ chặn họ ngay lập tức. C. Có, nếu điều đó có ý nghĩa và thân thiện. D. Đương nhiên là có, tôi thích cãi nhau trên mạng lắm. A mang tới cho bạn 40 điểm, B là 20 điểm, C đáng giá 30 điểm, D mang cho bạn 10 điểm. Nếu sếp của bạn có quan điểm khác về một điều quan trọng với bạn, bạn có nghỉ việc không? A. Có, ý kiến của tôi chỉ đúng mà thôi. B. Chỉ khi họ công khai chỉ trích quan điểm của tôi mà thôi. C. Không, tôi sẽ giả vờ đồng ý với họ. D. Không, tôi sẽ thử nghiên cứu quan điểm của họ. Mang tới cho bạn 10 điểm, B là 20 điểm, C đánh giá 30 điểm, D mang cho bạn 40 điểm. Giờ hãy mở phần cài đặt của điện thoại ra và cho tôi biết cái gì chiếm nhiều dung lượng nhất. A. Ảnh, chỉ riêng mấy bé mèo thôi đã chiếm đến mấy ngàn tấm rồi. B. Video, tôi cần edit và đăng video mà. C. Các ứng dụng tin nhắn. D. Game.
mang tới cho bạn 30 điểm, B là 20 điểm, C đáng giá 40 điểm, D mang cho bạn 10 điểm. Đến lúc tổng kết điểm rồi. Nếu đạt từ 120 đến 190 điểm thì bạn là Twitter. Bạn có ý kiến về mọi thứ và không sợ chia sẻ điều đó với người khác. Khi ai đó không đồng ý với bạn, bạn sẽ giải thích cho họ tại sao bạn đúng. Bạn không từ bỏ, ngay cả khi đó là người có quyền lực hơn. Bạn thích tìm hiểu tin tức và tin rằng không có thông tin nào là vô ích cả. Bạn hài hước và những câu nói đùa của bạn luôn thông minh và tinh tế. Người đạt từ 200 đến 250 điểm, giống như một Pinterest di động. Bạn có gu thẩm mỹ tuyệt vời và thích làm cho thế giới xung quanh đẹp hơn, từ hình nền điện thoại đến sân sau nhà bạn. Bạn luôn có những ý tưởng thú vị về nơi để đi tới và quà tặng cho người khác vào ngày sinh nhật của họ. Bạn thích sắp xếp mọi thứ thành nhóm. Sự trật tự rất quan trọng đối với bạn. Bạn đã đạt từ 260 đến 310 điểm sao? Chúc mừng! Mạng xã hội bên trong của bạn giống Facebook. Bạn có nhiều sở thích và bạn thích học hỏi từ các nguồn khác nhau. Bạn dành rất nhiều thời gian và tâm trí để gắn kết với người khác. Bạn luôn có những lời nói tốt đẹp dành cho mọi người và thật lòng quan tâm đến vấn đề của họ. Người khác thường xin bạn ý kiến hoặc chỉ đơn giản là chia sẻ với bạn vì họ biết bạn là một người biết lắng nghe và có rất nhiều kinh nghiệm sống. Nếu bạn có từ 320 đến 370 điểm thì bạn là Instagram trong giới mạng xã hội. Bạn không bao giờ từ chối cơ hội để đi đến những nơi mới hoặc gặp gỡ người mới và chụp ảnh tự sướng với họ. Tất nhiên là vậy. Bạn là một người học hỏi từ hình ảnh và bạn cảm thấy hạnh phúc hơn khi nhìn thấy những điều đẹp đẽ hoặc dễ thương. Bạn cũng muốn biết những gì đang diễn ra trong cuộc sống của người khác và không bao giờ chán phải nhìn thấy bữa ăn sáng của họ. Những người đạt từ 380 đến 430 điểm hãy giơ tay lên và nhảy về phía trước. Bây giờ đứng im. Đúng vậy, chúng ta đang quay một TikTok vì đó là mạng xã hội của bạn. Bạn tràn đầy năng lượng, yêu thích cuộc sống nhanh chóng và không hối tiếc quá khứ. Bạn đủ dũng cảm để thử nghiệm các cách tiếp cận và định dạng mới. Bạn học nhanh và nếu ai đó không thể truyền đạt vấn đề một cách nhanh chóng, thì bạn sẽ dễ cảm thấy chán trường. Nếu bạn đạt từ 440 đến 490 điểm, thì LinkedIn là mạng xã hội phù hợp với tính cách của bạn. Bạn làm việc có mục tiêu và biết rõ những gì bạn muốn. Bạn coi người khác như những kết nối tiềm năng hữu ích cho sự nghiệp của bạn. Bạn thích giao tiếp nhưng không bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì cá nhân. Bạn khó mở lòng với người khác và bạn chỉ có thể hiện bản thân với những người bạn cũ. Bạn thích phân tích các vấn đề và lập kế hoạch. Nếu có từ 500 đến 550 điểm, thì bạn rất thích xem video. YouTube là bản ngã thứ hai của bạn. Sở thích của bạn đa dạng và bạn cảm thấy vui vẻ khi khám phá được cách xây dựng một ngôi nhà gỗ và tại sao phía trên vài cái cửa sổ máy bay lại có hình tam giác. Bạn cảm thấy thoải mái khi nghe giọng nói của những YouTuber mình hâm mộ và thích làm theo hướng dẫn. Bạn là một người chơi theo nhóm tuyệt vời và cộng đồng có ý nghĩa đối với bạn. Những người đạt hơn 550 điểm thì âm thanh đó là gì vậy? Có vẻ như bạn nhận được một tin nhắn mới trên WhatsApp kìa. Đó là loại mạng xã hội phù hợp với tính cách của bạn, vì bạn thích giao tiếp và muốn chia sẻ mọi thứ với gia đình và bạn bè. Phantasmagory được cho là bộ phim hoạt hình đầu tiên. Bộ phim được thực hiện vào năm 1908 và là một trong những ví dụ sớm nhất về hoạt hình vẽ tay. Nhưng bạn có biết rằng người cổ đại đã tạo ra phim hoạt hình để giải trí cho trẻ em khoảng 2,6 triệu năm trước? Một nghiên cứu mới cho thấy người cổ đại là những người đầu tiên tạo ra những bức tranh trông như hoạt hình. Bằng cách nào họ làm được như thế? Họ chạm khắc những hình ảnh động vật trên đá và đặt chúng xung quanh đống lửa. Khi ánh sáng bắt đầu phản chiếu xung quanh, những con vật cổ xưa đó không thể không chuyển động và lắc lư. Những hình chạm khắc thời tiền sử trở nên sống động dưới ánh lửa bập bùng. Những con vật nhảy nhót như thể chúng sẵn sàng dự tiệc. Hãy tưởng tượng các gia đình thời tiền sử đã vui vẻ ra sao khi ngồi quanh đống lửa và tạo ra những tác phẩm chạm khắc hoạt hình này. Hóa ra, ngay cả một số bức tranh trên hành lang và các hình chạm khắc cổ xưa được tìm thấy trong các hang động cũng được lấy cảm hứng từ hình ảnh của chính những người tiền sử trong ánh sáng và bóng chuyển động của ngọn lửa. Về cơ bản, những hình chạm khắc lâu đời này trở nên sống động khi ánh lửa chiếu vào chúng.
Và giờ đây các nhà nghiên cứu đã làm một bộ phim cho thấy hiệu ứng tuyệt vời đó trên mô hình 3D của một số hình chạm khắc ngựa. Nghiên cứu cho biết bộ não chúng ta được kết nối để nhìn thấy những thứ chuyển động trong ánh sáng thay đổi. Đó là lý do tại sao những hình chạm khắc này đóng vai trò quan trọng với tổ tiên chúng ta. Nói cách khác, những người sống trong hang động kiểu như kêu gọi nhau: "Này, hãy chạm khắc một số thứ hay ho lên tảng đá này." Và khi chúng ta đốt lửa, nó sẽ giống như đang di chuyển. Còn giờ đây thì các nhà khoa học lại nói: "Thật tuyệt vời, hãy làm một bộ phim để thể hiện những điều này nhé." Andy Needham và các cộng sự của mình đã sử dụng công nghệ quét hiện đại và công nghệ thực tế ảo để nghiên cứu 50 tảng đá phẳng được chạm khắc, gọi là mảng đá làm từ đá vôi. Những tảng đá này được tìm thấy ở miền Nam nước Pháp vào những năm 1800 và hiện đang được trưng bày trong Viện Bảo tàng ở London. Chúng được bao phủ bởi 77 hình chạm khắc thực tế về tất cả các loại động vật như ngựa, tuần lộc và sơn dương. Rõ ràng, người Homo sapiens đã dành rất nhiều thời gian để tạo ra những hình chạm khắc này từ 12.000 đến 16.000 năm trước. Needham nhận ra rằng nhiều tảng đá được chạm khắc này đã bị lửa làm hư hại. Một số bị bao phủ bởi lớp tro trắng, một số khác bị khô hoặc nứt vì nhiệt. Khi kiểm tra kỹ hơn, ông phát hiện ra những dải màu hồng đổi màu do sắt lắng đọng trong đá. Điều thú vị hơn là các hình chạm khắc động vật thường được xếp chồng lên nhau, thậm chí đôi khi được ghép lại với nhau hoặc ghép xung quanh nhau như một loại trò chơi ghép hình động vật thời tiên sử. Thay vì vứt bỏ cái cũ và bắt đầu lại từ đầu, các nghệ sĩ cổ đại đã lấy các bộ phận cơ thể động vật để tạo ra các giống lai mới. Chẳng hạn, một trong những tảng đá mô tả cả ngựa và một sinh vật giống gia súc hoang dã được gọi là bovid. Trong kiệt tác nghệ thuật thời tiền sử này, bụng và cổ ngựa trở thành lưng và cổ của trâu bò, trong khi đầu ngựa tạo thành tai trâu bò. Thật là một cách tái chế sáng tạo. Các nhà nghiên cứu tin rằng những tảng đá thời tiền sử Monster Struck đã được tổ tiên chúng ta sử dụng làm trò giải trí thời thượng. Có nhiều hơn một người đã chạm khắc các con vật. Mọi người từ các cấp độ kỹ năng khác nhau đã thể hiện vinh quang nghệ thuật của mình và đó là nỗ lực của cả nhóm. Việc những tảng đá này được tìm thấy cùng nhau cho thấy đây là một hoạt động cộng đồng. Vì vậy, có vẻ như các gia đình đều tập trung xung quanh TV, chạm khắc đá và chúc mừng cho những con vật được chạm khắc yêu thích của họ. Ai cần Netflix khi bạn có TV thời kỳ đồ đá cũ? Các hình khắc trên những tảng đá này và dấu hiệu chúng tiếp xúc với nhiệt cho thấy chúng được tạo ra để trông giống như chúng đang di chuyển. Đôi khi bạn nhìn thấy những con vật khác nhau trong những tư thế khác nhau. Vì vậy, một con sẽ trở nên sống động, rồi còn khác nữa. Nó giống như một phiên bản thời kỳ đồ đá của Disney. Các kỹ thuật tương tự có thể đã ảnh hưởng đến một số bức tranh hang động cổ đại, chẳng hạn như những bức tranh ở hang Chauvet, ngoạn mục tại đông nam nước Pháp. Các bức chân dung động vật ở đó cũng được xếp chồng lên nhau và một số trông như được đốt nóng bằng lửa phía bên dưới chúng. Điều đó có nghĩa là tổ tiên thời tiền sử của chúng ta có thể là những nhà làm phim hoạt hình đầu tiên trên thế giới. Được rồi, vì chúng ta đã nói về hoạt động tiêu khiển yêu thích của giới trẻ, chúng ta sẽ quay ngược thời gian để khám phá những món đồ chơi lâu đời nhất thế giới chứ. Một trong những đồ chơi cổ xưa nhất được phát hiện là một quả bóng đơn giản làm từ đất sét và được tìm thấy trong tàn tích Mesopotamia cổ đại. Nó có vẻ giống như một món đồ chơi đơn giản, nhưng tổ tiên của chúng ta đã chơi với chúng từ 3.000 năm trước công nguyên. Nhưng hồi đó, họ không có những trò chơi điện tử ưa thích hay những ván cờ phức tạp. Vì vậy, một quả bóng là đỉnh cao của trò giải trí. Nhưng người Lưỡng Hà không phải là những người duy nhất vui vẻ. Ở Hy Lạp cổ đại, trẻ em chơi với búp bê làm bằng đất sét. Ở Ai Cập, trẻ em có đồ chơi hình động vật, nhưng chúng cũng có búp bê làm từ các vật liệu như đất sét, giấy cói và ngà voi. Nhưng điều ấn tượng nhất về những con búp bê này, chúng có tứ chi cử động được. Đúng vậy, tổ tiên xa xưa của chúng ta đã chơi với những con búp bê có khớp nối trước khi chúng trông ngầu như bây giờ. Nhưng đó không phải là tất cả trò chơi và những gì họ dùng để giải trí. Đồ chơi cũng có một mục đích thiết thực trong ngày. Trên thực tế, nhiều đồ chơi được các nhà khảo cổ phát hiện đã thực sự được sử dụng để dạy trẻ em những kỹ năng quan trọng. Ví dụ, trẻ em Ai Cập chơi với những con búp bê có hình bác sĩ, giúp chúng tìm hiểu về y học và chăm sóc sức khỏe. Và đừng quên những đồ chơi được sử dụng để huấn luyện các chiến binh tương lai. Ở Trung Quốc cổ đại, trẻ em chơi với ngựa đồ chơi và xe ngựa, giúp chúng chuẩn bị cho cuộc sống chiến đấu. Nói về việc bắt đầu sự nghiệp của bạn, giờ chúng ta hãy chuyển sang các trò chơi cờ nguyên thủy vốn đã tồn tại hơn 5.000 năm.
Trò chơi cờ lâu đời nhất có tên là Senet và được phát hiện trong các ngôi mộ Ai Cập cổ đại. Nó giống như sự kết hợp giữa cờ vua và cờ thỏ cáo, và trò này phổ biến đến mức đã được chơi trong hơn 2.000 năm. Đó là một trò chơi với sức mạnh bền bỉ. Nhưng đừng quên đồ chơi dành cho trẻ nhỏ. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những chiếc lục lạc và còi cổ xưa được sử dụng để giải trí cho cả những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình. Và nếu bạn nghĩ rằng bộ sưu tập đồ chơi của con mình thật ấn tượng, hãy đợi cho đến khi bạn nghe về công chúa Ai Cập cổ đại có hơn 100 món đồ chơi bằng gỗ trong phòng của mình. Nhưng có lẽ món đồ chơi đáng ngạc nhiên nhất là yo-yo. Đúng rồi, yo-yo đã tồn tại hơn 2.000 năm. Nó được phát minh lần đầu tiên ở Hy Lạp cổ đại và thường được sử dụng trong trận chiến. Dù bạn có tin hay không, nhưng cuối cùng mọi người nhận ra rằng sẽ thú vị hơn nhiều khi chỉ chơi với nó và làm các thủ thuật. Các viên bi cũng được biết đến như một món đồ chơi giúp giải trí cho trẻ em và một số người lớn trong hàng nghìn năm. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy bằng chứng về đá cẩm thạch có niên đại khoảng 5.000 năm trước vào thời kỳ nền văn minh thung lũng Indus. Quay trở lại những ngày đó, những viên bi được làm từ đủ thứ. Hãy thử đoán xem sao. Được rồi, tôi sẽ nói với bạn. Hạt trái cây và những mảnh đá nhỏ được mài nhẵn. Đúng rồi, những đứa trẻ thời cổ đại cũng trở nên sáng tạo với đồ chơi của chúng. Một số nghệ nhân thậm chí còn đi xa. Vào năm 2025, bạn bật TV để xem lễ trao giải Oscar hàng năm. Đã đến lúc công bố người chiến thắng giải kịch bản gốc xuất sắc nhất năm nay và giải Oscar thuộc về Lupin AI. Thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến lịch sử. Đây là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo giành được giải Oscar, và quý vị có thể cược rằng sẽ có nhiều AI nữa sẽ tiếp tục chiến thắng sau ngày hôm nay. Người dẫn chương trình nói: sao có thể như thế được? Bạn thắc mắc. 2 năm trước con người đã bắt đầu hoàn thiện AI và nó đã viết được cả phim rồi sao? Ngày nay AI đang làm rất nhiều thứ. Chúng vẽ những bức tranh từ hư vô, chúng tạo nên cả những trích dẫn mang tính động lực, chúng cũng viết cả một bài luận dựa trên lời nhắc bạn đưa ra. Nhưng việc làm phim dường như là một cấp độ hoàn toàn khác để AI đạt được chỉ sau 2 năm. Theo Chu Russo, đạo diễn phim Avengers Endgame của Marvel, điều này rất có thể xảy ra. Anh là thành viên hội đồng quản trị của một số công ty AI và dám chắc rằng chúng đang phát triển nhanh chóng. Anh nói rằng AI có khả năng thay đổi hoàn toàn cách chúng ta kể chuyện. Và như thế nào cơ? Kể chuyện có thể có tuổi đời từ xa xưa như chính ngôn ngữ vậy. Trong mọi nền văn hóa, qua các thời kỳ khác nhau, chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng về việc ngồi lê đôi mắt. Một số người cho rằng con người cần kể chuyện để khiến việc tồn tại bớt hỗn loạn và mất kiểm soát hơn. Bằng chứng sớm nhất từng được tìm thấy về cách kể chuyện của con người có từ 30.000 năm trước, khi ta tìm thấy những bức vẽ trong một hang động ở Pháp. Loài người đã từng làm thế đó. Khi chưa có giấy bút, ta vẽ lên vách hang, ta minh họa sự thật bằng cách sử dụng bàn tay của mình. Sau đó, ta viết trên trang giấy. Con người viết kịch và yêu cầu người khác diễn giải các nhân vật của mình. Ngày nay, ta có đủ công nghệ để minh họa và ghi lại câu chuyện của mình một cách trực quan, để ta có thể xem nó bao nhiêu lần tùy thích, bất cứ khi nào ta cảm thấy thích. Nhưng làm phim thì đầy thử thách, phải mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Đó là lý do tại sao một số nhà làm phim rất hào hứng với sự nổi lên của cái gọi là AI sáng tạo. Nói cách khác, trí tuệ nhân tạo thông minh đến mức nó có khả năng tạo ra các cảnh, kịch bản, nhân vật, lời thoại, nhạc nền và danh sách này cứ kéo dài mãi. Hãy tưởng tượng điều này nhé. Bạn là nhà sản xuất Hollywood, bạn nhận được vô số kịch bản mỗi ngày. Một trong số đó bạn biết là hay ngay khi đọc, nhưng một số khác bạn lại muốn biết liệu chúng có đáng sản xuất hay không. Ngày nay, bạn có thể yêu cầu AI phân tích tỷ lệ thành công có thể có của bộ phim đó. Bộ phim sẽ kiếm được bao nhiêu tiền ở phòng vé và liệu nên phát hành rộng rãi hay giới hạn thì tốt hơn. Tất nhiên, chúng có thể hiểu sai. Vấn đề là việc mà con người mất nhiều thời gian để làm, AI lại thực hiện chỉ trong vài giây thôi. Nếu bạn là một đạo diễn phim độc lập và cần đi tiền trạm, bạn có thể yêu cầu AI làm việc đó cho mình. Nó sẽ không đi khảo sát theo nghĩa đen đâu, nhưng dựa trên dữ liệu bạn cung cấp, nó sẽ cho bạn danh sách các địa điểm khả thi. Nhưng có lẽ tính năng đáng kinh ngạc nhất là AI có thể tự viết, chỉ đạo và tạo hoạt ảnh cho cả bộ phim. Một số nhà sáng tạo đã dùng AI để thử nghiệm, nhưng họ vẫn chưa trao cho chúng quyền tự chủ hoàn toàn.
đạo diễn Todd Nelson đã thực hiện một bộ phim hoạt hình ngắn khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Anh ta yêu cầu DALL-E, một trí tuệ nhân tạo, tạo ra hàng nghìn bức ảnh về một con quái vật lông xù dễ thương với cặp sừng nhỏ trên khu rừng trên đồi rêu. Anh ấy đã thử nghiệm các lời nhắc cho đến khi đạt được kết quả là mình muốn, chính là hoàn thành bộ phim ngắn Critters. Ai cũng có thể làm những điều có người không thể, giống như làm giảm tuổi thọ của khuôn mặt của một diễn viên trên màn ảnh và khiến nó trông như thật chẳng hạn. Đó là trường hợp của Harrison Ford trong bộ phim Indiana Jones mới. Ông xuất hiện với phiên bản lúc trẻ hơn, mặc dù nay ông đã 80 tuổi. Đối với chủ tịch của OpenAI, Ray Brockman, AI có thể nâng cao trải nghiệm xem phim của mọi người bằng cách khiến trải nghiệm đó trở nên sống động và có tính tương tác hơn. Giả sử bạn đã có một ngày làm việc khó khăn, bạn về nhà và đang có hứng muốn xem phim hài lãng mạn nhẹ nhàng. Bạn cảm thấy mệt mỏi với những gì các dịch vụ phát trực tuyến cung cấp. Vì vậy, bạn yêu cầu AI làm cho mình một bộ phim theo yêu cầu. Nó sẽ lấy bối cảnh ở Hy Lạp, Marilyn Monroe sẽ xuất hiện với tư cách khách mời bất ngờ, và bạn là nhân vật chính, có luôn cho bạn. Giờ, bạn đang tham gia một bộ phim hài lãng mạn dài 9 phút với sự tham gia của chính mình. Brockman cho biết, người xem cũng có thể yêu cầu AI thay đổi phần kết của chương trình truyền hình mà họ thực sự thích. Giả sử bạn không hài lòng với cách Game of Thrones kết thúc, bạn có thể yêu cầu AI tạo ra một kết thúc mới ngay lập tức. Để mà nói thì nó vừa đáng lo lại vừa hấp dẫn. Tất cả những gì tôi nói về những gì AI có thể làm khiến tôi cảm thấy muốn thử điều gì đó. Tôi đã yêu cầu AI viết một đoạn kịch bản ngắn về hai người cuối cùng trên trái đất quyết định dấn thân vào cuộc hành trình ngoài không gian để tìm kiếm một hành tinh nơi họ có thể bắt đầu lại. Tôi yêu cầu nó biến dữ liệu này thành một câu chuyện tình yêu. Đây là kết quả. Sarah và Jack đứng ở rìa vách đá, nhìn ra đại dương rộng lớn. Mặt trời vừa mới mọc, tỏa ánh sáng ấm áp lên cảnh vật. Sarah khẽ rùng mình trong làn không khí mát mẻ của buổi sáng, nhưng Jack choàng tay qua vai cô, kéo cô lại gần. Đẹp quá, Sarah thì thầm. Jack gật đầu đồng ý. Thật khó để tin rằng thứ yên bình đến thế lại có thể tồn tại trong một thế giới đầy hỗn loạn như thế này. Sarah quay lại nhìn anh, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khóe môi cô. Lúc nào anh cũng lanh mồm như thế hả? Jack cười nhẹ, anh gắng hết sức đấy. Họ đứng đó thêm một lúc nữa để ngắm mặt trời tiếp tục mọc. Cuối cùng Sarah lại lên tiếng. Em rất mừng vì chúng ta đã đến đây, cô nói nhỏ. Anh cũng vậy, Jack trả lời. Thật tuyệt khi có một khoảnh khắc yên bình trước khi ta quay trở lại thực tại. Xúc động thật đấy. Chà, chúng ta đã nói rất nhiều về những gì AI đang làm, nhưng còn những điều nó không thể làm thì sao? Và có lẽ câu hỏi lớn nhất là AI có thể thay thế hoàn toàn việc sáng tạo không? Một trong những đặc điểm chính của kể chuyện là xây dựng thế giới. Bạn cần hiểu sâu về thế giới, sự tương tác giữa con người và cảm xúc để tạo thành những câu chuyện hấp dẫn. Kính gửi đạo diễn John Finger, ta vẫn còn rất xa mới tiến tới việc AI có thể làm được điều đó. Sẽ khác khi yêu cầu AI làm điều gì đó và yêu cầu con người làm điều tương tự. Cách AI được lập trình ngày nay đều nhằm mục đích khách quan. Đối với chuyên gia AI Stuart Russell, chúng tôi lập trình AI để trở nên khách quan. Điều đó có nghĩa là chức năng duy nhất của chúng trên thế giới tại thời điểm đó là thực hiện nhiệm vụ mà bạn đã giao. Nó sẽ hiểu yêu rạp phim, ghế đỏ, màn lớn, bóng tối và bỏng ngô. Ý tưởng đi xem phim mà không ăn bỏng ngô giờ nghe có vẻ vô lý. Nhưng tại sao bỏng ngô lại gắn liền với trải nghiệm này nhỉ? Trên thực tế, món ăn nhẹ này đã có hàng nghìn năm tuổi và có nguồn gốc từ châu Mỹ. Bỏng ngô lâu đời nhất có từ 4.000 năm trước và chúng được tìm thấy ở New Mexico, Hoa Kỳ. Chúng ta không biết chính xác nó được sử dụng như thế nào và để làm gì vào thời đó, nhưng nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, ta đã biết điều đó ngay từ thế kỷ 16. Bỏng ngô rất quan trọng đối với người da đỏ Aztec. Chắc chắn là họ đã ăn nó, nhưng họ cũng dùng nó cho các nghi lễ của mình. Dùng nó làm vật trang trí và mũ đội đầu cho các bức tượng thần. Có vẻ là thậm chí còn có một điều nhảy bỏng ngô cụ thể mà các cô gái sẽ biểu diễn. Quả là ưu thế đỉnh cao của bỏng ngô đấy.
Sau đó, vào thế kỷ 19, bỗng ngô đã trở thành một món ăn sáng phổ biến. Vâng, người ta sẽ ăn nó giống như ta ăn ngũ cốc ngày nay, với sữa hoặc kem. Sau khi việc sử dụng máy cày làm ván khuôn trở thành thói quen phổ biến, việc trồng một lượng lớn bỗng ngô đã trở nên dễ dàng. Có rất nhiều bỗng ngô và giá lại rẻ. Đó cũng là lý do khiến nó trở thành một thứ hoàn hảo để sử dụng trong ngày lễ về đồ ăn và trang trí. Hạt ngô cũng là một món quà rất phổ biến để trao cho nhau. Ngày nay, bạn có thể không đánh giá cao món quà là bỗng ngô, nhưng hồi đó, nó được yêu thích đến mức đó là món tuyệt vời nhất để nhận được. Bạn có thể làm bất cứ điều gì với nó, chế biến, hoặc bạn có thể trang trí ô cửa hoặc lò sưởi, v.v. Rất đa năng và không bao giờ hỏng, kiểu là nó thực sự không có hạn sử dụng ấy. Bạn nghĩ hạt bỗng ngô để được bao lâu? Có vẻ như là một thời gian rất dài. Gần đây, các nhà khoa học đã tìm thấy hạt ngô nổ từ 1.000 năm trước ở Chile ngày nay. Và đoán xem, chúng vẫn nổ được sau ngần ấy thời gian. Bỗng ngô rất phổ biến, ngay cả trong suốt thời kỳ đại suy thoái, khi kinh tế thất bát, người dân nghèo đi, doanh nghiệp phá sản, họ vẫn có thể mua một túi bỗng ngô giá 5 xu để làm tâm trạng vui lên một chút. Khi một nhân viên ngân hàng ở Oklahoma phá sản, anh ta đã mua một chiếc máy nổ bỗng và bắt đầu bán bỗng trên đường phố. Trong vài năm, anh ấy đã kiếm đủ tiền để mua lại 3 trang trại của mình đấy nhé. Bất chấp thời điểm khó khăn, người ta vẫn đi xem phim. Để thu hút người xem, giá vé đã được giảm xuống mức thấp nhất có thể và khá nhiều quý ông quý bà chi số tiền đó 10 xu để thỉnh thoảng giải trí một chút. Tất nhiên, trải nghiệm này rất khác so với rạp chiếu phim chúng ta có ngày nay. Hãy tưởng tượng thế này, bạn mặc bộ đồ đẹp nhất và đội một chiếc mũ bảnh chọe rồi đến rạp chiếu phim cùng vợ mình, người đang mặc một chiếc váy đẹp và đội một chiếc mũ sang chảnh. Vâng, không phải là quần thể thao và áo phông. Suy cho cùng, bạn đang đến rạp hát mà lại. Tòa nhà này giống như một cung điện điện ảnh theo đúng nghĩa đen, với kiến trúc đặc biệt và lối trang trí cầu kỳ. Bạn lấy đồ uống và bỗng ngô rồi đi đến chỗ ngồi của mình, nơi có gạt tàn thay vì giá đựng cốc. Bạn cởi mũ ra và đặt lên đùi để không cản trở tầm nhìn của những người phía sau. Tấm biển, các quý cô hãy bỏ mũ ra, cũng nhắc vợ bạn làm điều tương tự. Cuối cùng, ánh đèn mờ đi, tấm rèm nhung đỏ mở ra và bạn có thể thấy được màn hình lớn. Bộ phim không bắt đầu ngay lập tức đâu. Đầu tiên là lúc chiếu các phim thời sự, phim về các sự kiện xảy ra trên toàn cầu. Bạn có thể đọc về điều đó trên báo chí hoặc nghe về chúng trên đài phát thanh. Nhưng ở đây, trong rạp chiếu phim, bạn có cơ hội ngàn vàng để xem một số cảnh quay. Sau đó, một hoặc hai phim hoạt hình tiếp theo. Rồi bạn sẽ tận hưởng một vài bộ phim ngắn về chụp Mickey. Mãi sau mới tới lượt thứ mà bạn tới rạp để xem được chiếu. Vậy bạn đang xem gì vậy? Đó có thể là Frankenstein, chuyện xảy ra trong một đêm, thời hiện đại, cuộc nổi loạn đòi tiền thưởng, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng, Pháp Sư Xứ OZ, Cuốn Theo Chiều Gió, Charlie Chaplin, Catherine Hepburn, Judy Garland, Henry Fonda. Đó là những nhân tài đã tỏa sáng trên màn ảnh, đôi khi là đen trắng và khi khác thì đầy đủ màu sắc. Khi bạn đang thưởng thức nó, những nhân viên mặc đồng phục lặng lẽ lẻn vào phòng, tay cầm đèn pin, hộ tống những người xem đến muộn về chỗ ngồi của họ. Những lần khác, nhân viên lại tìm một người cụ thể nào đó để thông báo rằng họ đã nhận được một cuộc gọi từ nhà và hộ tống họ đến phòng vé để nhận cuộc gọi đó. Bộ phim kết thúc, nhưng đêm thì vẫn còn dài. Hồi đó mọi người có trải nghiệm rạp phim đỉnh cao, vì sau phim chính lại có một bộ phim khác, thường là phim cũ hơn hoặc ít phổ biến hơn. Nhiều người cũng sẽ ở lại để xem nó, nhưng trước đó sẽ có phần nghỉ. Bạn có thể đi lấy thêm đồ ăn vặt cho bộ phim, trong khi nhân viên rạp tận dụng thời gian để thay cùng phim và bắt đầu phần chiếu tiếp theo. Vào những năm 1930, các rạp chiếu phim thuộc sở hữu của các hãng phim Hollywood và họ chiếu phim của riêng mình. Điều này đã thay đổi vào năm 1948, khi một đạo luật được thông qua cho phép bất kỳ rạp hát nào trình chiếu bất kỳ bộ phim nào mà họ từng mua. Đó là lúc các thương hiệu rạp chiếu phim mà chúng ta biết ngày nay bắt đầu xuất hiện. Chỉ 5 năm sau, rạp chiếu phim đầu tiên có âm thanh nổi ra mắt, cải thiện âm thanh và bắt đầu một kỷ nguyên mới cho điện ảnh. Vào những năm 1990, cuộn phim được thay thế bằng máy chiếu kỹ thuật số. Ngày càng có nhiều phim được làm bằng kỹ thuật số và rạp chiếu phim nào muốn chiếu chúng đều phải đầu tư vào thiết bị hiện đại để chiếu những thước phim mới.
Nhưng thiết bị này đắt tiền và không phải rạp nào cũng có đủ khả năng mua, dẫn đến một số rạp phải phá sản. Từ đó trở đi, rạp chiếu phim phát triển như chúng ta biết ngày nay. Chất lượng hình ảnh được cải thiện, âm thanh đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác. Màu đỏ bị loại bỏ, phần phim thứ hai bị loại bỏ và giá vé tăng lên. Bất chấp mọi thay đổi, có một thứ vẫn không thay đổi, đó là bỗng ngô. Nhân tiện, ban đầu các rạp chiếu phim không chào đón màn bắp rang vào bên trong đâu, nhưng nó đã thay đổi như sau. Khi mọi người bắt đầu đi xem phim, ai cũng muốn mang theo đồ ăn nhẹ. Đó có thể là bất cứ thứ gì, nhưng lựa chọn rõ ràng nhất là kẹo. Vào những năm 1940, việc sản xuất đường và nhiều mặt hàng không cần thiết khác bị chậm lại, dẫn đến sự thâm hụt. Vậy thay vào đó, mọi người có thể mang gì đi xem phim? Đó là lúc họ chuyển sang ăn bỗng ngô, một món ăn vặt rẻ tiền và được nhiều người yêu thích. Lúc đầu, các chủ rạp chiếu phim phản đối và không bán bỗng trong rạp của họ. Một đám người ăn bỗng ngô trong bóng tối chắc chắn sẽ để lại nhiều rác thải. Nhưng với nhu cầu sẵn có như thế, những người bán bên ngoài bắt đầu xuất hiện gần rạp chiếu phim. Họ bán bỗng ngô cho tất cả những ai muốn lén mang nó vào trong. Các chủ rạp chiếu phim quyết định rằng thế thì họ tự bán bỗng kiếm lời còn hơn, và giá bỗng ngô thấp cũng mang lại lợi ích cho họ nữa. Giờ hầu hết mọi người đều mua đồ ăn nhẹ và đồ uống, và điều này cũng phổ biến trong những ngày đầu của phim chiếu rạp. Nhưng bạn có biết rằng ghế rạp chiếu phim không có giá đựng cốc cho đến năm 1981? Đúng vậy, AMC là rạp chiếu phim đầu tiên lắp chúng vào tay cầm, và trước đó người ta cứ phải cầm đồ uống của mình suốt phim. Chắc là thời đó bừa bộn lắm, tuy nhiên bán đồ ăn nhẹ trong rạp vẫn là giải pháp phù hợp hơn, ngay cả khi nó đòi hỏi phải dọn dẹp khá nhiều. Bạn có biết rằng các rạp chiếu phim hiện đại kiếm phần lớn tiền từ đồ ăn nhẹ họ bán bên trong không? Đúng vậy, lợi nhuận từ vé xem phim chủ yếu được chuyển đến các hãng phim sản xuất phim. Rạp chiếu phim chỉ bắt đầu thu lời được từ việc chiếu một bộ phim nếu bộ phim đó chiếu ít nhất vài tháng, và đó là một khoảng thời gian rất dài mà không phải bộ phim nào cũng làm được. Trong khi đó, lợi nhuận từ đồ ăn nhẹ chủ yếu chảy vào túi rạp chiếu phim. Vậy nên có lẽ lần sau đừng cảm thấy quá cay cú khi mua bỗng ngô và nước ngọt đắt đỏ nhé. Mức giá cao đó là điều khiến nhiều rạp chiếu phim tiếp tục kinh doanh. Họ cho bạn xem quảng cáo vì lý do tương tự, công việc kinh doanh rất khó khăn và họ cần kiếm ít nhất một số tiền nào đó để tiếp tục. Phim điện ảnh và phim truyền hình có kinh phí sản xuất lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đô la. Đội ngũ hàng nghìn người cùng làm việc chăm chỉ để mang đến những câu chuyện thú vị cho khán giả. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ở quy mô như vậy, đoàn làm phim đôi khi mắc sai sót trong quá trình thực hiện. Ồ, thật vậy sao? Có lẽ một trong những thất bại nổi tiếng nhất là cảnh bữa tối ở Westeros sau trận chiến với lũ thây ma bị đóng băng. Bầu không khí thời Trung Cổ trong bữa tiệc đã bị phá hỏng bởi một tách cà phê hiện đại. Nhưng đừng đổ lỗi cho những người sáng tạo. Đó là một trong những giai đoạn quay phim khó khăn nhất trong toàn bộ loạt phim Game of Thrones. Cả đoàn đã kiệt sức vì quay phim kéo dài. Sự kỳ vọng của người hâm mộ đè nặng lên cả đoàn làm phim. Không có gì ngạc nhiên khi không ai chú ý đến tách cà phê. Nhưng người xem đã nhìn thấy nó ngay lập tức và lan truyền nó trên Internet. Sự kết thúc của thế kỷ đầu tiên trong thời đại chúng ta, đế chế La Mã, Marcus Aurelius, các đấu sĩ chiến đấu ở đấu trường La Mã, ngựa và xe ngựa, kiếm, giáo và khiên, một bình xăng. Chờ đã, cái gì? Ngay cả bom tấn lịch sử trị giá hàng triệu đô la cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng bạn không thể giấu giếm nó trước khán giả. Tuy nhiên, mảnh ghép của nền văn minh hiện đại này không hề làm hỏng bộ phim Gladiator xuất sắc. Nhưng bây giờ chúng ta đã biết làm thế nào các đạo diễn có thể khiến các cỗ xe chạy nhanh đến thế. Chiến tranh giữa các vì sao, tập 4 Niềm hy vọng mới, đã mang đến cho chúng ta một thế giới khoa học viễn tưởng vũ trụ hoàn hảo. Có những trận đấu kiếm bằng tia laser, các cuộc đua phi thuyền, máy nổ và các nền văn minh từ các hành tinh khác. Và đôi khi những sự cố hài hước ngẫu nhiên trên trường quay lại được đưa vào phần cuối cùng. Hãy chú ý đến người lính này. Anh ấy rõ ràng đã có một ngày không mấy tốt đẹp. Bạn có nghĩ rằng đạo diễn đã cố tình để lại cảnh này hay đơn giản là đã bỏ sót chi tiết đó? Diễn viên đóng người lính trong cảnh này không hề ý thức được việc gặp phải chuyện như vậy. Không giống như Ganda trong phần đầu tiên của chú tể của những chiếc nhẫn.
vị phù thủy nổi tiếng đã đâm xâm vào mỏm đá một cách hài hước đến mức đạo diễn Peter Jackson đã quyết định bỏ cảnh này. Nam diễn viên Ian McKellen thực sự bị đập đầu vì không nhận thấy phần nhô ra này. Thất bại này của bộ phim The Martian, người sao hỏa đã được cố tình đưa vào phần cắt cuối cùng. Đó là cảnh không thể bỏ lỡ, nam diễn viên Donald Glover vô tình trượt chân trên sàn. Đây là trường hợp một chi tiết ngẫu nhiên sẽ tạo thêm cá tính cho nhân vật. Cảnh này có vẻ không có gì sai sót cả, mọi thứ đều được thực hiện trong khuôn khổ thể loại hài. Nhưng dù sao thì đây cũng là một thất bại thực sự. Star-Lord do Chris Pratt thủ vai trong phần đầu bộ phim Guardian of the Galaxy, vệ binh giải ngân hà, đã thực sự đánh rơi quả cầu. Nhưng anh ấy đã phản ứng hoàn hảo bằng cách giả vờ như đó là cố ý. Bạn có nhớ bộ phim The Unusual Suspects, những kẻ tình nghi thông thường không? Nó khiến khán giả vô cùng sốc với tình tiết bất ngờ ở phần cuối, mà hầu như không ai để ý đến sai lầm kinh điển này. Trong khi một số đoàn làm phim quên bỏ tách cà phê hay thùng xăng, thì đoàn làm phim này lại quên mất hai tu bin của một chiếc máy bay khổng lồ. Hãy nhìn kỹ hơn xem, giờ nó có 4 động cơ, và trong vài giây chỉ còn 2 động cơ. Bạn nghĩ điều này có thể xảy ra như thế nào? Viết câu trả lời của bạn trong phần bình luận nhé. Đừng quên bấm thích video và đăng ký theo dõi kênh nhé. Thất bại không phải lúc nào cũng là ai đó bị ngã, hoặc đạo diễn không chú ý đến một số chi tiết trên màn hình. Thất bại có thể xảy ra trong bài phát biểu của diễn viên. Bạn có nhớ cảnh dịu dàng đó trong Titanic không? Leonardo DiCaprio lúc đó rất lo lắng và nói: "Trên giường, trên ghế dài." Cụm từ này không có trong kịch bản. Anh ấy phải nói "qua ghế dài", nhưng anh ấy đã lỡ lời và phát âm là cái giường trước. Và câu thoại nghe hay hơn nhiều theo cách này. Trong trường hợp này, một sai lầm đã làm rõ hơn tính cách nhút nhát của nhân vật. Nói về Titanic, khi con tàu bắt đầu chìm, Rose đến giúp Jack, người bị xích vào đường ống. Để cứu anh, cô đập vỡ kính và rút ra một chiếc rìu khẩn cấp. Hãy nhìn lại khoảnh khắc này một lần nữa. Các bạn có nhận thấy điều gì lạ không? Cảnh quay được chỉnh sửa chuyên nghiệp đến mức khó có thể nhìn thấy tấm kính xuất hiện trở lại trên hộp. Đây là điều kỳ diệu thực sự của điện ảnh. Al Pacino trong bộ phim Scenes of a Woman, hương phụ nữ, đã quá quen với vai đại tá mù đến mức thực sự đã đâm vào thùng rác. Cảnh này không có trong kịch bản, có vẻ như nam diễn viên đã cố tình nhắm mắt lại để không nhìn thấy gì và cảm nhận rõ hơn về nhân vật của mình. Vai diễn này diễn ra tự nhiên đến mức đạo diễn đã cho cảnh quay này trong đoạn phim cuối cùng. Nữ hoàng Marie Antoinette của Pháp cai trị vào thế kỷ thứ 18. Năm 2005, đạo diễn Sofia Coppola đã làm một bộ phim về nhân vật lịch sử này. Bức tranh cho chúng ta thấy cuộc sống hào nhoáng của Vesely, tuổi trẻ vô tư của người thừa kế ngai vàng. Trang phục lạ mắt, nội thất sang trọng, nét thẩm mỹ quý phái và giày Converse. Tất nhiên, đây có vẻ là một thất bại nghiêm trọng đối với các nhà làm phim đang cố gắng tái hiện nước Pháp của thế kỷ 18. Nhưng hãy xem những đôi giày hiện đại này phù hợp với tính thẩm mỹ của bức tranh như thế nào nhé. Các nhà làm phim thừa nhận họ đã cố tình đưa cảnh này vào phần biên tập, chỉ để cho vui thôi. Một số thất bại ngay lập tức thu hút sự chú ý của bạn, và một số thất bại kín đáo đến mức ngay cả các nhà làm phim cũng không nhận thấy chúng. Chỉ có người xem đôi khi mới nhận ra những lỗi này. Một trong số các thất bại kiểu như vậy xuất hiện trong bộ phim truyền hình về Macaron dành cho tuổi teen chạng vạng. Hầu hết mọi người đều không thể rời mắt khỏi các nhân vật chính, nhưng ai đó đã phát hiện ra lỗi gần như vô hình này. Nhìn vào cửa sổ ô tô, bạn sẽ thấy micro của kỹ sư âm thanh phản chiếu trong hình ảnh phản chiếu. Một sai sót nhỏ đã được phát hiện trong phần đầu bộ phim Spider-Man. Người nhện Sam Raimi, bạn có nhớ Parker đã vui vẻ với trang web trong một căn phòng nhỏ không? Anh ấy đập vỡ một chiếc đèn bàn, nhưng sau đó vài giây chiếc đèn lại xuất hiện ở chỗ cũ như không hề có gì xảy ra. Hay đó là một chiếc đèn khác nhỉ? Nhưng nếu vậy, tại sao Peter Parker lại cần hai chiếc đèn giống hệt nhau? Phim Pretty Woman, người đàn bà đẹp cũng có một thất bại nhỏ. Hãy quan sát kỹ những bức ảnh này và thử đoán xem có điều gì sai ở đây. Julia Roberts đang ăn bánh sừng bò, nhưng vài giây sau, cô ấy đang cầm một chiếc bánh kép. Có lẽ cô ấy đã ăn hết phần đầu tiên và ngay lập tức ăn phần thứ hai. Nhưng có vẻ như nó quá nhanh, ngay cả đối với một người rất đói.
Bộ phim truyền hình American Sniper, lính bắn tỉa của Clint Eastwood cho chúng ta thấy cảnh nhân vật của Bradley Cooper đón một em bé. Người xem có thể nhận ra ngay đó là một con búp bê. Tuy nhiên, khoảnh khắc càng trở nên kỳ lạ hơn khi Cooper bắt đầu dùng ngón tay di chuyển bàn tay của con búp bê để chứng tỏ rằng đứa bé còn sống. Bất chấp mọi kịch tính ở thời điểm hiện tại, thất bại này khiến cảnh phim trở nên khá buồn cười. Bây giờ, bạn có nhớ cuộc đấu tay đôi giữa Draco Malfoy và Harry Potter trong Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật không? Cảnh hành động sôi động và gay cứng đến mức khán giả có lẽ không nhận thấy nhân vật phụ trong khung hình. Khi Severus Snape đang giúp Draco đứng dậy, một chàng trai có mái tóc vàng quan sát họ từ phía bên trái màn hình. Anh chàng này là một nhà điều hành phim và dường như anh ta đang cầm một chiếc máy ảnh lớn trên tay. Bạn có nhớ phần đầu tiên của The Fast and the Furious, bộ phim không vi phạm các định luật vật lý và không có chiếc ô tô nào bay trong không gian không? Tuy nhiên, khán giả vẫn nhận thấy một thất bại khá kỳ lạ. Trong một cuộc đua trên sa mạc, một trong những tay đua mặc áo đen, tất cả các nút đã được cài. Nhưng sau đó, một vài cảnh quay sau đó, anh ấy đã mặc một chiếc áo phông đen. Chắc chắn là anh ta không cởi quần áo khi lái xe. Cuộc đua khá căng thẳng và anh ấy không muốn bị phân tâm. Chúng ta đều biết Batman là một siêu anh hùng nguy hiểm mà những tên trộm cướp phải khiếp sợ. Nhưng thôi nào, anh ta không đủ mạnh để hạ gục một gã to lớn chỉ bằng không khí. Hãy nhìn kỹ người đàn ông bên trái này trong The Dark Knight Rises. Anh ta thậm chí còn không nghĩ đến việc chiến đấu. Anh ta ngã xuống đất trong khi bạn bè của anh ta đang hứng những cú đấm từ Batman. Có thể anh ấy đã nhận ra rằng mình sẽ thua trong cuộc chiến này nên đã quyết định bỏ cuộc càng sớm càng tốt. Nhưng tất nhiên, thất bại này đã bị đạo diễn và đội biên tập bỏ qua